Rồi hôm nay em xin phép trình chuyên đề là suy gan cấp trên nền mạng. Thì dàn bài của mình đó là sẽ có định nghĩa, chẩn đoán, điều trị với lại tài liệu tham khảo. Thì về định nghĩa của suy gan cấp trên nền mạng đó, thì cho tới hiện tại đó, thì cái định nghĩa của nó khác biệt nhau giữa những cái hiệp hội lớn. Tại vì người ta đưa ra lý do là do cái những cái yếu tố thúc đẩy đến cái đợt này, đợt bệnh của bệnh nhân và cái yếu tố nguyên nhân đó, nó khác nhau giữa cái hội ở phía đông và phía tây. Phía tây á, là hội ISO và một cái định nghĩa, còn cái ABASO bên châu Á là một cái định nghĩa khác. Rồi thì bây giờ đầu tiên là nói về bên châu Âu, thì bên châu Âu ISO á, thì nó có cái định nghĩa suy gan cấp trên nền mạng của nó là xuất phát từ cái nghiên cứu này. Cái nghiên cứu này là nghiên cứu genomics, thì tiến hành ở trên đây, dân số của nó là tiến hành ở trên 1.300 bệnh nhân xơ gan nhập viện vì đợt mất bù cấp. Rồi đợt mất bù cấp của nó định nghĩa là một cái tiến triển cấp tính của bán bụng, não gan, một cái xuất huyết tiêu hóa hoặc là một cái nhiễm trùng. Tiêu chuẩn loại trừ của nó là một cái HCC ở ngoài cái tiêu chuẩn Milan, có nghĩa là HCC không có ghép gan được á, HCC tiến triển á. Rồi suy gan nhưng không có xơ gan, có nghĩa là những trường hợp mà không xơ gan nó không nhận, không có trong cái định nghĩa của nó, hoặc là những cái bệnh nặng, ngoại những cái bệnh khác nặng nó không nhận, như là bệnh thận mạn giai đoạn cuối, suy tim nặng, bệnh phổi nặng hoặc là có bệnh tâm thần. Thì cái từ cái nghiên cứu này, mục tiêu của người ta là gì? Mục tiêu của nghiên cứu này, người ta muốn tìm những cái tiêu chuẩn xác định cái nhóm bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao hơn trong cái nhóm mà xơ gan nhập viện vì đợt mất bù cấp. Có nghĩa là nhập viện vì đợt mất bù cấp, nhưng mà trong cái đám đó có một cái nhóm có nguy cơ tử vong cao hơn hẳn những cái nhóm còn lại. Thì người ta dùng cái tiêu chuẩn á, là cái thang điểm sofa clip, và dựa vô cái này để với lại cái tiêu tử vong 28 ngày để người ta đưa ra cái định nghĩa của cái đợt mất bù cấp trên gì đó, đợt suy gan cấp trên nền mạng ACOS. Đây đây á, là cái thang điểm sofa clip. Sofa clip thật ra nó là một cái thang điểm biến điều chỉnh lại từ cái thang điểm sofa thường mình biết ở trong cái nhiễm trùng huyết. Thì nó gồm có những cái hệ cơ quan bên trái mình là có gan này, có thận, có não, đông máu, tuần hoàn và hô hấp, có 6 hệ cơ quan. Thì nó đánh thang điểm từ 0 tới 4 để cái thang điểm này, cái số điểm chỉ để đánh giá cái mức độ nặng và để mình theo dõi cái điều trị. Còn về cái tiêu chuẩn chẩn đoán thì mình sẽ dựa vào cái bảng phía dưới là có không có ACOS, hoặc là nếu có thì chia ra một A, một B, 2 và 3. Thì lưu ý ở phía trên nè, những cái chỗ nào mà tô đen thì chỗ đó được định nghĩa là organ failure. Ở dưới tiêu chuẩn chẩn đoán của nó chỉ ghi là organ failure thôi, thì cái nào ở trên tô đen á, thì mới tính là organ failure. Thì ở đây có một cái để mình chú ý. Thứ nhất là cái thang điểm này trong cái nghiên cứu canonic của ISO á, nó được nhận định nghĩa suy gan cấp trên nền mạng là dựa vô suy cơ quan, không nhất thiết phải là suy gan. Nhìn nhìn ở dưới tiêu chuẩn chẩn đoán ACOS 1A chỉ cần có suy thận thôi trên bệnh nhân vô vì đợt cấp của xơ gan là nó chẩn đoán là ACOS nó vô suy vì thận. đợt mất bù cấp của xơ gan. Dạ Tất phải cả xin những lỗi. bệnh nhân này là những bệnh nhân đã mất bù cấp của xơ gan rồi, bây giờ nó chỉ thêm một cái tiêu chuẩn của suy tạng nữa thôi, thì nó sẽ xếp theo Dạ tiêu chuẩn dạ. A. À Tức dạ. là A này không phải là những cái xơ gan ổn định mà đã mất bù cấp rồi. Định nghĩa mất bù cấp của nó thì hồi nãy nói rồi là có nhiễm trùng, có xuất huyết, có bệnh não gan, đúng không? Dạ có bé. Có Dạ. bụng. Dạ Rồi, dạ. đó là vậy đó, để À dễ dạ. hiểu. Rồi, À còn nếu bilirubin nó tăng lên quá cao thì nó coi như là một cái suy gan của gan, coi dạ. như là một Đúng rồi. cái suy cơ quan của gan. À dạ. Đúng rồi, Đó. tôi có hết rồi. Vậy cho nó dễ hiểu, tôi em nói hồi với bạn không có không rõ. Creatinine chỉ cần lớn hơn 2 thôi thì coi như là suy thận. Dạ Đúng không? thì có ở cái ở đây có hai cái chú ý đó thôi. Một đó là người ta là suy gan suy tạng là được, Suy thật tạng hai mấy đó là bao gồm cả gan đó. dạ cái thứ hai đó là lưu ý ở đây đó là bilirubin của người ta phải hơn 12 mg người ta mới tính là suy gan nha, mới tính là suy của gan Tính đó. suy Đó là gan để xếp vào nhóm mất bù cấp đó, dạ mất ổn phải xếp vào nhóm acute on chronic đó. dạ thì cái này là cái định nghĩa, một số cái điểm lưu ý để tí xíu nữa mình so sánh. Rồi tiếp theo là đây là cái gì đó, cái kết quả của cái nghiên cứu. Thì người ta thấy những cái trong cái nghiên cứu này thì những cái nguyên nhân mà em tô đỏ này, những cái nguyên nhân mà gây ra đợt mất bù
đợt suy gan cấp này á, trên nền mạng này á, thì đa phần là giao rượu, sau đó là tới viêm gan C. Hai cái quỹ đó là chiếm hơn 70%, thêm cái rượu cộng viêm gan C nữa là tổng cộng chiếm hơn 80% tất cả các nguyên nhân. Thì ở nước ngoài do... á, để cô nói chỗ này cho nghe nè, ở nước ngoài á, viêm gan C nó chiếm rất là cao, tại vì ở nước ngoài đa phần nó chủng ngừa rất là tốt, hiểu không? Cái thời điểm này thì con C nó chưa có điều trị được, nó chưa có xuất hiện cái DAA, thành ra con C á, là một cái yếu tố mất bù rất là cao, dẫn đến một cái đợt mất bù rất là cao. Nhưng mà ở Việt Nam mình á, thì là con B mới là ghê nha, B và C luôn. Thành ra mình cái này là mình lưu ý cái chuyện đó. Tại ở nước ngoài đa số họ phòng ngừa rất là tốt, chích ngừa tốt, thành ra cái tỷ lệ B của họ thấp hơn con C trong cái giai đoạn này. Những cái yếu tố đó là cái nguyên nhân. Rồi cái yếu tố mà cái nguyên nhân nền của sơ gan của người ta thì thường là do rượu. Rồi bây giờ cái yếu tố mà thúc đẩy để vô cái đợt này, cái yếu tố quan trọng ở đây mình muốn nói là 1/3 trường hợp là do xuất là do nhiễm trùng bacterial infection tới 32% rồi, và có khoảng gần 40% là không phát hiện được nguyên nhân. Đó là hai cái ý muốn nhấn mạnh, chưa nó có thể có nhiều nguyên nhân nhưng mà thường gặp nhất là nhiễm trùng, và tới khoảng 40% là không tìm được nguyên nhân. Rồi đây á, là về so sánh cái bảng bên trái á, là so sánh giữa cái nhóm mà có đợt mất bù cấp và không có suy gan cái mất bù cấp, thì mình thấy là cái nhóm mà có nhiễm trùng huyết á, sepsis á, là rõ ràng cái nhóm bên là có suy tạng á, là nó sẽ cao hơn, rõ ràng là nó sẽ cao hơn, nguy cơ của nó bị nhiều hơn, sepsis sốc của nó cũng nhiều hơn luôn. Và cái nguyên nhân tử vong của người ta, những cái ca này tử vong do suy đa tạng, suy đa tạng mà không có sốc đó nha, là chiếm nhiều nhất, gần 50%. Trong khi cái nhóm mà có tụt huyết áp, sốc nhiễm trùng, sốc dẫn thay tích gì đó chỉ chiếm có 1/3 trường hợp thôi. Nên không nhất thiết là bệnh nhân vô phải tụt huyết áp bệnh nhân mới chết, coi chừng đó, nó tử vong do những cái khác. Suy đa do có thể là do não, hoặc có thể là do suy thận này nọ, tăng kali gì đó chuyển tuyến người ta tử vong. Nên là mình phải để ý những cái chuyện đó nữa. Và tiếp đây là cái bảng một số cái kết quả của những cái nghiên cứu, nhiều nghiên cứu chứ không phải một nghiên cứu. Thì ở bệnh nhân, cái bảng đầu tiên bên trái phía trên là ở những so sánh giữa nhóm mà có đợt mất bù và không có, thì rõ ràng cái tử vong của cái nhóm này cao. Đợt mất bù và không có, cái này là acute on chronic, tức là những cái ca có suy cấp trên nền mảng, còn mất bù là cả ca này đều mất bù hết. Dạ em xin lỗi nói lộn, tức là những cái ca mà có suy cấp trên nền mạng á, theo cái đúng thả tiêu chuẩn á, thì rõ ràng cái tử vong của nó rất là cao so với là cái nhóm không có thả cái tiêu chuẩn suy cấp trên mạng. Đây cao nhất ở thời điểm 90 ngày lên tới 50% lần á, có nghĩa là nếu được chẩn đoán cái đó là 50% là sau 3 tháng là bệnh nhân tử vong, còn sau 1 tháng tử vong là 1/3 trường hợp lận, và 1/3 trường hợp là nó gần cái gì đó khoảng 28-29% gì đó là ngay từ lúc nhập viện là bệnh nhân đã có cái suy gan cấp trên nền mạng rồi, và khoảng thêm gần 10% đó là trong cái quá trình nằm viện người ta sẽ xuất hiện cái đợt như vậy. Thì diễn tiến của người của những cái bệnh nhân này á, thì nó có thể tăng độ hoặc nó có thể giảm độ. Nếu mà bệnh nhân vô nhẹ là ví dụ độ 1 đi, thì đa số nha, hơn 80% nó sẽ cỡ đó, nó không tăng lên thêm. Còn đối với bệnh nhân vô đã nặng sẵn là độ 3 thì đa số là nó nằm ở cỡ đó luôn, độ 3 là 68% nó nằm ở đó luôn. Thế đó, cái tỷ lệ mà nó hồi phục nó sẽ thấp hơn. Và cái bảng ở dưới bảng E mình thấy là cái sống còn của bệnh nhân theo thời gian đó thì tất nhiên là hiển nhiên là suy càng nhiều thì càng tử vong cao thôi. Và tiếp cái bảng dưới cùng bên phải thì chỉ là cái tỷ lệ những cái bệnh nhân mà có những cái mất bù này lúc mà nhập viện. Cái cơ chế bệnh sinh á, thì đơn giản là một cái yếu tố thúc đẩy nào đó, có thể là một cái nhiễm trùng hoặc là một cái tổn thương gan cấp do một cái tác nhân nào đó, nó sẽ gây ra tổn thương tế bào gan. Tế bào gan nó sẽ bắt đầu nó phóng thích những cái hóa chất viêm là bem với đen này nè, thì nó sẽ gây ra cái phản ứng viêm hệ thống và những cái chế oxy hóa này nọ, rồi giảm ATP, rồi dẫn tới giảm túi máu thận, rồi tổn thương thông qua cơ chế miễn dịch gì đó, rồi nó sẽ gây suy một tạng hoặc là nhiều tạng và dẫn tới một cái đợt suy cấp trên nền mạng tính có sẵn. Rồi
Đó là nghiên cứu của ISO, còn nghiên cứu của Amazon á thì nó lấy từ cái database của nó, thì cái này em không có vô kiếm được cái database của nó nên em không có trích được cái dữ liệu thô giống như cái nghiên cứu Dachonomics. Thì ở đây là cái bảng em so sánh giữa cái định nghĩa của ISO và Amazon, những cái điểm nào quan trọng thì em tô đậm. Thứ nhất ở bên ISO, cái tiêu chuẩn bệnh nhân để mà nó bắt đầu nó xét cái siêu gan cấp trên nền mạng là bệnh nhân có hoặc không có sơ gan. Đây sơ gan này có nghĩa là bệnh nhân có sơ gan nhưng mà có thể đợt chưa có mất bù trước đây hoặc là đã có bị mất bù trước đây và lần này phải nhập viện là một cái đợt mất bù cấp. Được định nghĩa là gì? Có bán bụng, có não gan, có xuất huyết, có vàng da tiến triển hoặc là có nhiễm trùng. Có nghĩa là còn so với cái Abazo bên kia là gì? Là bệnh nhân một cái bệnh lý gan mạn không sơ hóa hoặc là sơ gan. Sơ gan còn bù. Đó là lần đầu tiên first episode. Đây nè. Sơ gan còn bù có nghĩa là tiêu chuẩn để mà bên Abazo nó xét cái suy gan cấp trên nền mạng đó là bệnh nhân phải là một cái người trước đó là một cái sơ gan còn bù hoặc là bệnh gan mạn không sơ gan và lần này nhập viện là một cái đợt suy gan cấp lần đầu tiên luôn. Ví dụ em nói, ví dụ em ví dụ đi, một cái bệnh nhân vô với em là bị sơ gan, là biết là tôi đã biết bị sơ gan rồi, nhưng mà bệnh nhân đã có những cái đợt bán bụng trước đó, bệnh nhân đã xuất huyết tiêu hóa trước đó thì nó không thể thả được cái tiêu chuẩn của Abazo được, nhưng mà nó thả được cái tiêu chuẩn của ISO. Còn một bệnh nhân trước giờ bệnh nhân bệnh viêm gan B chưa có hề có cái đợt mất bù nào hết, lần này vô một cái đợt cấp suy gan cấp vàng da rối loạn đông máu bán bụng gì đó rồi thì có thể xét tiêu chuẩn của Abazo. Mình tới đây mọi người có bị có hiểu không? Như vậy nè, một người mà có tiền căn sơ gan, cho dù sơ gan còn bù hay mất bù không cần biết, sơ gan mất bù định nghĩa là chai bi hoặc chai si, hoặc là trên lâm sàng có bán bụng, đã từng có bán bụng, từng có xuất huyết tiêu hóa như vậy, có lâm sàng, có bị não gan, sơ gan mất bù, thì theo y sở á, sơ gan mất bù còn bù gì ta cần biết, chỉ cần được mày nó vô, nó có một cái mất bù cấp, thì bắt đầu mình đánh giá xem ca này có phải là cấp trên nền suy thoái nền đã hay không. Còn Abazo là bệnh nhân này phải sơ gan, đã sơ gan rồi nhưng sơ gan còn bù, tức là chưa bao giờ có bán bụng, chưa bao giờ có bệnh não gan, chưa bao giờ có xuất huyết tiêu hóa gì hết á. Hoặc là bệnh nhân này chỉ mới chẩn đoán là bệnh viêm gan mãn thôi, viêm gan mãn do siêu vi hay viêm gan mãn do rượu gì đó, tức là chưa sơ gan luôn. Đợt này nó vô một cái tổn thương gan cấp, đúng không? Nó vô một cái tổn thương gan cấp, nó đưa đến những cái dấu hiệu của mất bù. Thì lúc đó mới gọi ca này là một cái mới xem xét tới cái acute on chronic liver failure. Nhưng mà theo với cô á, thì thường cô sử dụng của ISO nó phù hợp hơn. Nhưng mà cái ISO này á, khi em sử dụng anh phối hợp với Abazo luôn, tức là tất cả những cái ca sơ gan còn bù hoặc bất bù, kể cả những ca mà bệnh viêm gan mãn nha, không tính cấp, viêm gan mãn chưa có sơ gan mà nó đi vô những cái dấu hiệu của cái mất, những cái dấu hiệu mới xuất hiện hoặc là những dấu hiệu cũ đã, tức là có bán rồi bây giờ cái bán nó nặng hơn, hoặc là những dấu hiệu mới xuất hiện trước đó chưa từng xuất hiện, ví dụ như bán bụng, ví dụ xuất huyết tiêu hóa, ví dụ bệnh não gan ha, hoặc là có thêm nhiễm trùng nữa, thì những trường hợp này được gọi là những trường hợp mất bù cấp. Mất bù cấp, cái này mới gọi là mất bù cấp thôi của sơ gan. Hoặc nếu mà mình nói đúng là mất bù cấp của sơ gan thì trước đó phải có cái sơ gan. Còn thằng Abazo đó thì cái trong này nó không có dùng cái, nó không có cái từ mất bù cấp của sơ gan, thì nó đang định nghĩa trong cái tiêu chuẩn của thằng acute on chronic hepatic failure đó, nó chỉ khác nhau như đó thôi. Rồi bây giờ coi cái định nghĩa của thằng ACLF nè, tức là của một cái suy gan cấp trên nền mãn nè. Tiếp đi Lâm. Lâm, em đâu rồi? Lâm ơi, em tiếp đi Lâm. Dạ xin lỗi cô, nãy em bị tắt tiếng. Giữ lại cái hình của tắt. Rồi alo. Rồi thì cái quan trọng ở đây mình em muốn nói là mình giữ cái bài đi Lâm ơi.
Chiếu rồi mà, đang chiếu mà cô, thấy không? Rồi rồi, cô thấy rồi. À, thì cái quan trọng ở đây là mọi lưu ý là cái yếu tố tiêu chuẩn nhận vào của mình trước khi mình xét xét cái chuẩn đoán. Rồi cái thứ hai là cái nền, cái bên ISO là người ta chỉ cần quan trọng là bệnh nhân có suy tạng thả tiêu chuẩn để xác định là nhóm này là nhóm có yếu tố nguy cơ tử vong cao. Nhưng mà ở bên ABASO thì cái định nghĩa của nó, người ta là một cái tổn suy gan cấp trên nền bệnh gan mạn, liver failure, on chronic liver disease. Còn của bên kia là có thể là extrahepatic organ failure nữa. Đó, nên hai cái đó là hai cái nó khác nhau. Thì cái định nghĩa của ACOF ở đây, bên ISO là định nghĩa theo đủ tiêu chuẩn của cái thang điểm sofa clip hồi nãy là được. Còn của ABASO là gì? Một cái tổn thương gan cấp tính, biểu hiện là gì? Vàng da với bilirubin hơn 5mg và có rối loạn đông máu, sau đó xuất hiện bán bụng hoặc là não gan trong vòng 4 tuần thì trên cái nền bệnh gan mạn thì được chẩn đoán theo ABASO. Tiêu chuẩn rất là đơn giản, nhưng mà áp dụng lên ca nào là cái đó là cái mình quyết định á. Rồi cái yếu tố thúc đẩy thì bên ISO người ta cho phép cái gì cũng được, trong gan, tại gan hay ngoài gan, cái gì cũng được, có thể là nhiễm trùng, có thể xuất huyết tiêu hóa, có thể là do thuốc, do sốc giảm thể tích, cái gì nó cũng chịu hết. Nhưng mà ở bên ABASO thì nó hơi khác, nó chỉ chấp nhận những cái nguyên nhân tại gan thôi, hoặc là viêm gan, virus bùng phát, hoặc là một cái nhiễm trùng tại gan, áp xe gan gì đó, nhiễm trùng đường mật trong gan gì đó, mà phải tại gan nha, chứ không nhiễm trùng huyết nó không tính. Nhiễm trùng huyết do nhiễm trùng từ da nó cũng không chịu nữa, hoặc là bùng phát viêm gan tự miễn bùng phát, hoặc do rượu, hoặc là do thuốc mà có hướng gan, có nghĩa là thuốc mà có tổn thương gan á nó mới chịu. Còn những cái ví dụ như là sốc giảm thể tích do xuất huyết tiêu hóa, nhiễm trùng huyết nó không chịu, nhưng cái đó nó không có chấp nhận là nguyên nhân gây tổn thương gan cấp. Nó là theo của ABASO. Hai cái này nó khác biệt nhau rất là dễ. Giữa cái thằng định nghĩa và cái thằng yếu tố thúc đẩy á, thì em bị nhớ rằng là ở bên ISO nó chấp nhận cả tất cả những cái gì ngoài gan, tức là suy tạng nó chấp nhận cả những cái ngoài gan và yếu tố thúc đẩy bao gồm cả những cái ngoài gan. Còn đơn giản thằng ABASO là cái gì ngoài gan nó dục hết, từ cái đúng định rồi, nghĩa cho đến yếu tố thúc đẩy đều không có yếu tố ngoài gan rồi, vậy thôi. Như vậy dạ, nếu rồi, mà đúng. Tại gan không thôi á, thì trong cái suy của nó thì nó phải có kết hợp vừa bilirubin vừa INE, tại vì nó nói là suy tạng của gan mà, thì nó phải kết hợp bilirubin với INE. Mà khi kết hợp cả hai thì cái ngưỡng bilirubin nó sẽ kéo xuống, nó còn 5mg để xuất huyết thôi. Em muốn đánh giá theo kiểu nào cũng được, nhưng mà coi cái tiên lượng của nó từ mỗi cái định nghĩa nó sẽ có cái yếu, nó sẽ có cái tiên lượng và tỷ lệ tử vong nó sẽ khác nhau. Rồi tiếp đi Long. Rồi đây là tiêu chuẩn định nghĩa mất bù cấp theo ISO. Này có tiêu chuẩn của nó chứ không phải là mình nói không. Ví dụ như là cái nãy là xuất hiện bán tiến triển đúng không, thì phải là từ độ 2 trở lên và xuất hiện trong vòng 2 tuần hoặc là cơ lần đầu tiên. Những cái bệnh nhân mà ra vô thường xuyên vì cái chuyện mà bán kháng trị nó không tính. Rồi cái thứ hai là não gan cũng vậy, cũng phải là đợt đầu tiên của bệnh não gan và loại trừ những nguyên nhân thần kinh khác thì hiển nhiên rồi. Những cái bệnh nhân mà não gan mãn tính rồi cứ đờ rồi không có thay đổi gì hết, không tính. Hoặc cái đợt là... định nghĩa là đợt cấp của bệnh não gan. Dạ. Mấy cái kia của mình là những cái đợt mãn tính là do diễn tiến của bệnh không có tính, mà nó phải tính là đợt cấp. Dạ. Rồi. Là trước đó nó hoàn toàn bình thường, hoặc là trước đó mức độ nó nhẹ thôi, nó là thể ẩn subclinical. Bây giờ nó vô rất là rõ ràng thì nó mới tính nha. Dạ. Vậy đó. Rồi. Còn cái xuất huyết tiêu hóa thì mình cứ nghĩ gan là xuất huyết vỡ giãn, xuất huyết trên, nhưng mà ở trong tiêu chuẩn ISO cái gì cũng được, xuất huyết trên dưới nguyên nhân gì nó cũng đưa vô hết. Nhiễm trùng cũng vậy, không phải là nhiễm trùng bán mà nhiễm trùng gì cũng được hết. Cái đó là định nghĩa của mất bù cấp đó nha, mấy em nhớ định nghĩa của mất bù cấp. Đây là định nghĩa của mất bù cấp của ISO nè. Sau khi có cái định nghĩa này, thả định nghĩa này, áp cái trang điểm sofa clip vô mà đủ nữa thì chẩn đoán là đợt mất bù cấp trên nền mạng, suy gan cấp trên nền mạng của ISO. Đơn giản như vậy đó, ISO dễ lắm. Đây, thang điểm clip, thang điểm clip cóp nó cũng tương tự cái kia thôi. Đổ số cái thì dễ hiểu hơn thôi. Cái thằng này dễ hơn rồi, nhiều rồi. Thằng ISO rất là rõ ràng, ISO dễ lắm. Tiêu chuẩn nó rất là rõ ràng, rất là dễ. Một tạng thì là một, hai tạng thì là độ 2, ba tạng thì độ 3, từ 3 trở lên là 3, còn không thì không có tạng nào suy hết.
tính luôn cả bilirubin dưới 12 thì coi như nó là không có acute on chronic. Đó, nó rất là dễ nhớ. Rồi. Giờ qua tiếp là theo của Avazo thì sao? Theo của Avazo quá thì định nghĩa một số cái, thứ nhất là định nghĩa tổn thương gan của nó là những cái gì thì nãy nói rồi. Thứ hai là bệnh gan mạn của nó là gồm những cái gì, thì ở đây là một cái viêm gan mạn hoặc đó là một cái sơ gan sơ hóa tiến hóa đáng kể là từ S2 trở lên. Dạ đúng rồi, hoặc là nát phù và có sơ hóa đáng kể, đó là những cái định nghĩa bệnh gan mạn của nó. Còn cái viêm gan tự miễn là nó tính riêng nha. Viêm gan tự miễn là một cái viêm gan mạn, nhưng mà nếu mà nó có một cái đợt le lên, bùng lên thì cái đó không có tính là acute on chronic, mà cái đó tính là acute liver failure luôn, nó nằm ở trên bên cái gai la acute á. Mình nhớ vậy nè, đối với thằng Abazon nó không có định nghĩa mất bù cấp, mà nó đi thẳng vô cái định nghĩa acute on chronic liver failure luôn. Còn cái thằng ISO đó là nó có mất bù cấp cái đã, là trong cái đám mất bù cấp đó thì có những cái thằng là acute on chronic ICOS. Thằng Abazo nó không có quan tâm mất bù cấp gì hết. Những bệnh nhân mà có sơ gan còn bù hoặc là những có bệnh lý gan mãn, nếu nó có cái này thì nó xếp vô là ACOS nha. Thành ra cái mất bù cấp mà mình dùng nãy giờ là của thằng ISO. Rồi, vậy đi. Thì đánh giá theo Abazo thì đánh giá độ nặng của nó là dựa vào thang điểm A rồi C. Thì đây, thang điểm A rồi C, lưu ý ở đây mình có làm lactate nữa nha. Lactate là để đánh giá trong cái ARC, nhưng mà ISO không có dùng lactate. Rồi tương quan giữa cái ACLF ray với lại cái ARC thì nó như thế này. Mình có thể quy đổi qua lại để cho nó dễ. Rồi. Đây, còn đây là định nghĩa mất bù cấp, đợt mất bù cấp theo ABATO của một bệnh nhân, ví dụ là bệnh nhân có sơ gan. Thì đây định nghĩa là những đợt mất bù cấp xảy ra ở những bệnh sơ có hoặc không có những cái đợt mất bù trước đó, và thường phải có yếu tố thúc đẩy, có thể biểu hiện là tại gan, vàng da, bán bụng, não gan, hoặc ngoài gan là xuất huyết, vỡ giãn, hoặc nhiễm trùng, hoặc là suy thận cấp. Và cái thời gian mà nó xuất hiện cái triệu chứng á, là từ cái lúc mà có cái yếu tố thúc đẩy tới lúc mà biểu hiện triệu chứng là tối đa lên tới 3 tháng lận. Rồi đó, thì người bên Amazon á, người ta nói á, là những cái đợt mất bù cấp này nè là một cái diễn tiến bất thường, không thuận lợi, giống như là một cái diễn tiến xấu trong cái diễn tiến cái dài dai dẳng của sơ gan thôi, chứ nó không có là tách ra một cái hội chứng giống như là của bên ISO. Đó là lý do tại sao mà ABAZO nó không có xét trên là bệnh nhân sơ gan đã mất bù sẵn rồi là vậy đó. Bệnh nhân nào đã mất bù rồi là nó không có tính vô cái mất bù cấp trên nền mạng nữa, mà nó coi như đó là đợt này vô là một cái diễn tiến. Không phải rồi lắm vậy. Dạ. Như vậy thằng ABAZO á, nó mất bù cấp nó giống y với thằng ISO, nó có khác cái gì hết á, điều nó không có tính tới cái xuất huyết, cái nhiễm trùng thôi, không có tính tới cái nhiễm trùng cái thằng gì ngoài gan thôi. Với thằng mất bù cấp nó định điều định nghĩa là sơ gan có không có mất bù trước đó, thường là có yếu tố thúc đẩy. Cái thằng ISO nó cũng y vậy, mất bù cấp là cái người có sơ gan có hoặc không có mất bù trước đó thôi, em cũng có thúc đẩy đi chăng thì em có khác nhau gì hết trơn á. Mà chỉ có một cái á, là nó khác là nó khác trong cái định nghĩa ACLF thôi, chứ còn cái mất bù cấp em thấy nó giống nhau lắm, nó không có khác gì hết, mất bù cấp hết. Nhưng mà trong cái mất bù cấp này á, thì cái đầu tiên mất bù cấp sơ gan là phải là bệnh nhân sơ gan cái đã. Khi mình gọi là mất bù cấp sơ gan là nguyên tắc là bệnh nhân phải có sơ gan cái đã. Sơ gan đó là còn bù hoặc là mất bù tôi không cần biết, nhưng mà đợt này nó vô một cái đợt mất bù cấp. Mất bù cấp tức là có ba bàn da nhiều hơn, bán bụng nhiều hơn, bệnh não gan nhiều hơn. Trước đó là phải có yếu tố thúc đẩy trong vòng 3 tháng, thường là có yếu tố thúc đẩy. Hai thằng nó gần như là nó giống nhau, nó khác nhau cái mất bù cấp. Nó khác nhau là nó mất khác nhau cái chỗ thằng ICLS, tức là đợt suy gan cấp trên nền mạng. Thì suy gan cấp trên nền mạng đối thằng ISO nó là trên một cái người đã có sơ gan nó mới tính. Sơ gan mất bù á, mất bù cấp thì nó mới tính. Còn trên cái thằng mà cái ISO á, là trên Abazon tức là bên châu Âu á, thì cái người đó đôi khi nó chưa có sơ gan nó cũng tích vô luôn, nó không cần mất bù cấp là nó vậy đó. Dạ. Thì tới đây mất bù cấp thì giống nhau nha, mất bù cấp thì định nghĩa giống nhau, tức là mất bù cấp của sơ gan thì nó giống nhau hết. Dạ. Thì nếu mà tới đây á, thì tạm thời mình sẽ tóm lại là định nghĩa đợt mất bù cấp của sơ gan sẽ là một cái, nhưng mà đợt mất bù cấp của sơ gan sẽ là trên nền một cái bệnh nhân
kia thì comment sai sàn á là trên là một bệnh nhân sơ gan nhập viện có thể là đã bị mất bù trước đó hoặc không, có một cái yếu tố thúc đẩy nào đó, có thể trong mình tối đa là 3 tháng, biểu hiện có thể là tại gan hoặc là ngoài gan. Tại gan có thể là một cái bán bụng tiến triển nhanh, một cái vàng da tiến triển lên so với trước đó, não gan, hoặc là ngoài gan là gì, một cái xuất huyết, một cái xuất huyết tiêu hóa thôi, không cần nhất thiết phải là trên dưới gì hết á, cộng với là một cái là tổn thương những cái cơ quan khác, ví dụ như là nhiễm sắc nhiễm trùng, hô hấp hoặc tiêu thận, thì những cái đó được đều định nghĩa, được định nghĩa là được mức phụ cấp. Rồi còn cái ACOF á, thì ACOF thì nếu mà bệnh nhân đã từng có đợt mất bù cấp trước đó rồi thì sẽ áp dụng tiêu chuẩn của ISO. Nếu mà bệnh nhân chưa hề có đợt mất bù cấp lần trước đó thì mình sẽ có thể áp dụng cả ISO hoặc của tiêu chuẩn của ABASO được. Là tiếp nha. Thì đây là cái diễn tiến, cái sơ đồ diễn tiến của cái gan, gan bình thường, sau đó nó thành gan mạn, sau đó thành sơ gan cồn bì, và cuối cùng đó là sơ gan mất bù. Thì khi mà có một cái yếu tố thúc đẩy có thể là rượu, thiếu máu, nhiễm trùng, phẫu thuật hoặc là virus gì đó, thì nó sẽ có thể làm cho bệnh nhân có suy tạng tại gan hoặc là ngoài gan. Thì tiêu chuẩn của ABASO đó là chỉ áp dụng cho những trường hợp là chronic liver disease hoặc là compensated thôi, là cồn bù. Còn đó đó ABASO, còn ISO đó là bao luôn cả những trường hợp mà đã mất bù trước đó. Đây là cái nghiên cứu tiến hành trên 80.000 bệnh nhân, theo dõi tiến cứu trong vòng gần 3 năm rưỡi, xác định cái tỷ suất mắc ACOF theo khi và cái tỷ lệ tử vong bằng hai cái tiêu chuẩn hồi nãy giờ mình nói. Nghiên cứu này khá là lớn, 80.000 bệnh nhân rồi. Ở gì quên? Cái này là bệnh nhân sơ gan mất, bệnh nhân sơ gan cồn bù nha. Dạ, cho nên là 80.000 bệnh nhân sơ gan cồn bù, nó không có tính cái nhóm bệnh nhân mãn đâu. Dạ, nó sơ gan cồn bù theo gì đó người ta lập lại, người ta hồi cứu trong vòng 3,35 năm, xác định cái tỷ suất mắc bệnh và cái tử vong theo hai cái tiêu chuẩn. Thì đây là nhìn chung á, thì trong cái nghiên cứu này của người ta á, là người ta ghi nhận á, là cái hai cái cột ở giữa này, giữa nhóm ISO theo tiêu chuẩn ISO hoặc là theo tiêu chuẩn ABASO riêng á, thì cái nguyên nhân của nó cũng gần tương đương nhau. Viêm gan C một bên 15, bên 10, viêm gan B bên 2.5, bên 3.5, nguyên nhân do rượu một bên nó là 30, bên 35, nó cũng khá là tương đồng với nhau. Thì một cái lưu ý là tiêu chuẩn trong cái nghiên cứu này, người ta tác giả người ta lưu ý là cái tiêu chuẩn ISO là để cái bilirubin cái ngưỡng để chẩn đoán là hơn 12 so với ABASO là hơn 5. Là trong cái nhóm mà được chẩn đoán theo ISO á, người ta trong cái nghiên cứu này này, những cái nhóm bệnh nhân mà được chẩn đoán theo tiêu chuẩn ISO á, thì cái bilirubin trung vị của người ta là chỉ có 2 thôi. Chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là đa số bệnh nhân được chẩn đoán không phải là do tổn thương gan, mà có thể là do tổn thương thận hoặc là do cái gì đó khác chứ không phải gan. Đó là vậy. Rồi thì cái tỷ suất á, thì người ta thấy á, là theo nếu mà xét theo ISO á, là tới 20%, là trong khi xét ABASO á, là nó là khoảng 5.7%, và tỷ lệ tử vong nó cũng cao rất ngưỡng cao. Một bên là ABASO là tỷ lệ tử vong một tháng của người ta là 42%, 90 ngày của người ta là 56%, còn ISO tử vong của người ta 28 ngày là 37%, 3 tháng là 50%. Nó thật sự là hai cái tiên lượng tử vong đều tốt đó, vậy bệnh nhân đều có nguy cơ tử vong cao, và hai cái cũng xem nhau. Mà lưu ý là, mình quay lại nè, lưu ý là mình cho dù áp dụng tiêu chuẩn nào thì nếu mà chỉ dùng một tiêu chuẩn thì sẽ sót. Để sót. Ví dụ nếu mà chỉ áp dụng tiêu chuẩn ISO là mình có thể sót tới 570 mấy bệnh nhân mà thỏa theo tiêu chuẩn ABASO mà mình thừa biết là tử vong của bệnh nhân cao. Mặt ngược lại, nếu mình chỉ áp dụng một tiêu chuẩn thì cái bệnh nhân kia cũng tử vong cũng cao. Nên thành ra là trên thực hành lâm sàng thì phải tùy cái bệnh nhân của mình mà mình lựa chọn, chứ không có áp dụng một tiêu chuẩn nào hơn cái tiêu chuẩn nào hết á, phải tùy bệnh nhân mà chọn thôi. Rồi,
Rồi cái này là tóm tắt những cái trường hợp để mình ứng dụng cái tiêu chuẩn chẩn đoán. Nếu mà bệnh nhân hoàn toàn cái gan trước giờ bệnh nhân hoàn toàn bình thường, không có gì hết, bệnh nhân vô một cái suy gan thì cái đó mình sẽ chẩn đoán là suy gan cấp, thì cái đó sẽ chẩn đoán theo tiêu chuẩn của ISO. Mình có ghi ở đây một cái tăng men gan, có rối loạn đông máu, vàng da và xuất hiện não gan trong vòng 12 tuần thì sẽ chẩn đoán là suy gan cấp. Nếu mà bệnh nhân có bệnh gan mạn trên cái nền nha, có bệnh gan mạn hoặc là sơ gan còn bù vô đây vì một cái đợt tổng suy gan, một cái đợt Q-onconic á, thì có hai cái cho mình chọn, một đó là theo tiêu chuẩn của ISO nếu tả, hoặc hai là tiêu chuẩn của ALAZO đều được hết. Rồi nhớ là tiêu chuẩn của ISO ở đây đó là bệnh nhân vô là phải có cái định thả cái tiêu chuẩn acute decompensate á, là đợt mất bù cấp nha. Rồi còn nếu mà bệnh nhân đã trước đây đang sơ gan, nền của bệnh nhân là sơ gan, đã có những cơn mất bù trước đó rồi và đợt này vô một cái đợt mất bù cấp thì mình chỉ có dùng được tiêu chuẩn của ISO thôi. Cái bạn này nó tóm tắt nãy giờ nó tóm tắt giúp em nãy giờ là cái gì đó. Dạ, thì cái này cho mọi người dễ hiểu với dễ hình dung cái cách sử dụng thôi. Tại vì cái thằng Abazol thì nó không tính những cái mất bù trước đó. Dạ, nó hơi nó đang định nghĩa về, nó đang định nghĩa là acute hết nha. Nó đang dùng acute hết. Còn định nghĩa mất bù cấp thì hai thằng gần giống nhau. Dạ. Rồi, tiếp nha. Em đi tiếp. Thì đó là về phần chẩn đoán. Nó hơi rối nhưng mà mọi người có thể rất là dễ hiểu hơn này. Và về phần điều Long có đưa cái sau khi làm xong Long thảy cái bài này lên trên Zalo cho mấy bạn nha, nếu bạn nghe các bạn. Dạ, dạ. Đây được rồi cô. Tóm lại chỉ gặp một bệnh nhân thì lật ra hai cái tiêu chuẩn đó ra rồi ngồi tính điểm, tính khó. Hả? Rồi. Rồi. Bây giờ mình qua phần điều trị á, thì điều trị á, thì cho tới hiện tại á, thì người ta vẫn là điều trị yếu tố thúc đẩy và điều trị hỗ trợ là chính thôi. Rồi bây giờ điều trị yếu tố thúc đẩy thì nó có những yếu tố thúc đẩy tại gan hoặc là ngoài gan, thì có cái yếu tố nào mình điều trị cái yếu tố đó. À, điều trị hỗ trợ á, thì suy cơ quan nào điều trị cơ quan đó, và cái ghép gan thì ghép gan thì cái bên mình không có phổ biến nên không có thời phổ biến nên em không có đề cập tới trong bài. Ghép gan giờ nhiều nơi làm được lắm rồi. Em chưa thấy cái nào hết nên là em. Ngoài Bắc làm nhiều lắm. À, cái đó thì chắc em bổ sung sau nha, cái đó em không có ở trong này. Rồi về cái đầu tiên á, yếu tố thúc đẩy mà thường nhập nhất đó là nhiễm trùng. Hồi nãy nói rồi là 33% là nhiễm trùng là nhiều nhất luôn á. À, đa số là bệnh nhân có thể diễn tiến tới nhiễm trùng huyết và tử vong. Đa số thì đây 30% lúc bệnh nhân nhập viện vì cái đó là mất bù. Nói sơ chút xíu nè, cái nhiễm trùng á là cái cực kỳ quan trọng cho bệnh nhân sơ gan, đã nói nhắc tới nhắc lui bao nhiêu lần rồi. Khi bệnh nhân sơ gan nhiễm trùng đừng có đòi hỏi, nhiều lúc nó chẳng sốt đâu, nó bạch cầu nó tăng cũng chẳng khó đâu. Phê tăng cũng chưa chắc nữa, thành ra cái đánh giá cái nhiễm trùng trên sơ gan nó quan trọng. Những cái vị trí nhiễm trùng thì thứ nhất là mạch, cô nghi ngờ là phải chọc dịch tán, cấy dịch tán. Thứ hai là đường tiểu, thứ ba là phổi, dù có triệu chứng không triệu chứng phải chụp X-quang. Bố là đường ở ngoài da, giúp là cái mô mềm, cái nào thì cái nền, những cái vùng mà nó bị phù quá, cái này tầng nó da nó sẽ sậm, nó đen phù à, nhìn vô không có biết vi cô tế bào đâu, em sợ cô thấy nóng mà nó đỏ thôi. Đó là những cái nhiễm trùng bắt buộc phải làm, vô nghi ngờ là phải máu hết. Chứ mấy em nên cái người sơ gan đặc biệt có triệu chứng gì hết nó khó nha, thành ra đôi khi cái nhiễm trùng người ta nói đôi khi cấy nó ra vi phủ mà mình không tìm ra ổ nhiễm trùng á, nó chiếm tỷ lệ rất là cao, nó có khoảng đến gần 30-40% là mình không tìm ra được cái ổ nhiễm nữa. Thành ra tiếp cận một bệnh nhân mà tự nhiên nó đi vô một cái mất bù cấp, hoặc là tiếp cận bệnh nhân tự nhiên mà mình nghi ngờ đây là Keller là luôn luôn phải đi tìm cái đầu tiên, vì nó là cái đầu tiên mà mình phải nghĩ đến. Rồi tiếp đi Long. Rồi, trường hợp tiếp à. Thì 1/3 trường hợp lúc nhập viện
lúc thời điểm bệnh nhân vô tới mình là đã có nhiễm trùng rồi. Còn chuyện mình phát hiện hay không mình không biết nha, không nói tới nha, nhưng 1/3 lúc nhập viện là có rồi. Và 1/2 những cái trường hợp chưa có thì trong vòng 4 tuần tiếp theo bệnh nhân sẽ có. À, và ở những trường hợp mà bệnh nhân có suy tạng, đa tạng đó thì 2/3 là có đó, có nhiễm trùng á. Thì thường nhất là gì? Là nhiễm trùng dịch bán, viêm phổi, nhiễm trùng tiểu hoặc là nhiễm trùng huyết. Rồi, thì 1/3 những trường hợp đó là do liên quan vi khuẩn đa kháng. Rồi, ở đây người ta nhấn mạnh một cái quan trọng nè. Cái hội chứng đáp ứng viêm toàn thân á, ở bệnh nhân sơ gan, cái này rất là quan trọng. Tại vì bệnh nhân sơ gan á, mình không phải nào mình đòi hỏi là bệnh nhân phải sốt đùng 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 lên biểu hiện vẻ đường vẻ mặt nhiễm trùng nó rõ cho mình, tới lúc đó là muộn rồi. Mình sẽ bắt nó từ cái thời điểm mà nó có hội chứng đáp ứng viêm toàn thân thôi và điều trị sớm chừng nào tốt chừng đó. Ở bên cái hội Abazo người ta đưa ra một cái khái niệm á, là cửa sổ vàng điều trị, có nghĩa là cái cửa sổ từ 7 ngày thời điểm bệnh nhân có sơ cho tới bệnh nhân bắt đầu diễn tiến nặng qua sepsis với organ failure thì mình điều trị sớm, phát hiện sớm, làm tích cực ngay từ thời điểm bệnh nhân có hội chứng đáp ứng viêm là nó tốt hơn là mình đợi tới lúc mà bệnh nhân có nhiễm trùng rõ ràng. Rồi ở đây á, thì về cái thường thông thường nhắc tới nhiễm trùng á, người ta nhắc tới những cái marker để mình chẩn đoán, thì thực sự á, là cái giá trị của những cái marker nó sẽ khác nhau giữa những cái nghiên cứu. Thì ở đây cái bản tóm tắt lại một số cái, thì có nghiên cứu á, người ta lấy cái ngưỡng CRP là 10, có cái 224.7, 29.5, 55.8. À, thì có độ nhạy, độ đặc hiệu để chẩn đoán nó, mình có để nó trong bảng nó có để tới. Cái này thì để mình tham khảo thôi. Chứ những cái nghiên cứu này là khác nhau, có cái ngưỡng cắt khác nhau nên rất là khó để mà đưa ra một cái ngưỡng cắt chung. Có nghiên cứu là chỉ cần hơn 10 là đã có diễn kết dưới đường cong chứ không đến 93 rồi thì rất là thấp. Ở đây là cái hướng xử trí của một cái trường hợp mà nhiễm trùng huyết, thì những cái xét nghiệm mình cần làm như hồi nãy cô cũng có nói rồi đó, mình sẽ tìm hết tất cả các ổ, mình sẽ cấy hết những cái dịch đó. Rồi nếu đây về cái lưu độ dưới bên từ bên trái qua bên phải, mình sẽ chẩn đoán là điều chỉnh kháng sinh, lúc đầu sẽ là kháng sinh theo kinh nghiệm, sau đó là khi sau theo dõi diễn tính, nếu bệnh nhân cải thiện đáp ứng với kháng sinh và bệnh nhân những cái xét nghiệm của mình âm tính hết thì mình có thể theo dõi cái bài xét nghiệm công thức máu, nếu mà ổn định đó, thì mình có thể sau 3 ngày, 2 tới 3 ngày. Cái chỗ này để cô nói thêm nè, khi mà đánh giá nhiễm trùng á, mấy em nhớ nè, cái nhiễm trùng cái quan trọng nhất là nó đã phải đáp ứng trong vòng 48-72 giờ. Nếu mà nó không đáp ứng trong vòng 48-72 giờ là diễn tiến nặng, rất là nặng, sau đó rất là nặng, thường đa số là sau đó là thành ra thường thường mấy em xài kháng sinh mấy em chẳng theo dõi gì hết, vì lâm sàng đôi khi nó không có những cái triệu chứng sốt hoặc triệu chứng gì, đó là triệu chứng lâm sàng thôi. Nhưng mà cái mà nó giảm nhanh nhất là bạch cầu và CRP, cái procalcitonin nó giảm rất là chậm nha. Procalcitonin 48-72 giờ giảm rất chậm, nhưng nếu mà đúng đáp ứng là cái bạch cầu và CRP nó giảm rất là nhanh, chỉ trong vòng 48-72 giờ nó đã giảm rồi. Thành ra luôn luôn khi điều trị kháng sinh là phải theo dõi và đánh giá lại, đương nhiên là những cái ổ nhiễm trùng khác mình đánh giá bên cạnh là công thức máu, bạch cầu với CRP, nếu trước đó nó cao thì phải theo dõi hai cái thằng này sau 48 tiếng. Cô thấy trên lâm sàng nhiều lúc em điều trị 5 ngày 7 ngày luôn, bệnh nhân vẫn cứ sốt bớt nhẹ nhẹ thôi, không theo dõi gì hết, cái thằng này nó vẫn cứ ngày cứ vẫn tăng, nó chẳng có giảm. Với nguyên tắc đáp ứng kháng sinh là nó sẽ giảm, nguyên tắc đáp ứng là nó sẽ giảm, trừ trường hợp nó có một yếu tố gì mà nó gây viêm khác hoặc cái gì khác nó tăng thôi. Chứ còn nếu mấy em điều trị xong 48-72 giờ mấy em thấy bạch cầu từ 12.000 tăng lên 15.000, CRP nó tăng tiếp là coi như không đúng rồi đó, bắt buộc phải điều chỉnh lại kháng sinh, chứ đừng có chờ lâu nó diễn tiến nặng liền à, chạy không có kịp đâu. Rồi tiếp đi Lâm. Ở đây có một cái em muốn nhấn mạnh với mình đó là ở đây người ta nói là nếu mà không có cải thiện hoặc là xấu đi sau 48 tiếng là xét nghiệm âm tính, người ta đề nghị cho mình đó là sử dụng kháng nấm và đúng có rồi. Thể dùng CT body, dùng CT body để mình coi là nó có những cái ổ nhiễm trùng nào mà mình có không, nhất là những cái áp tre, những áp tre sâu, những áp tre mô mềm, áp tre mông gì đó mà mình có thể mình khám bắt đầu mình cũng thấy đó. Thì cái này đó là hai cái quan trọng ở ngoài kháng sinh, mình nên cân nhắc cái chuyện dùng kháng nấm. Thì những cái bệnh nhân này, như chạy bệnh nhân này miễn dịch của người ta cụ bắp lắm. Rồi. Thì về cái nhiễm trùng, đây
cái hai cái tô đỏ là hai cái mà em thấy gọi là quan trọng. Thứ nhất là sử dụng kháng sinh phổ rộng ngay khi được chẩn đoán ACOS mà một trong một đối với những bệnh nhân mà có sốc, hoặc là ACOS 3, có nghĩa là có sốc hoặc là vô ICU mình đánh giá là suy đa cơ quan ACOS 3, chưa cần có bằng chứng nhiễm trùng đâu hết, quýnh kháng sinh đi, kháng sinh phổ rộng luôn. Rồi, cái thứ hai là những cái bệnh nhân mà có chỉ có những cái bệnh nhân mà có viêm phúc mạc đó thì mình mới có chỉ định sử dụng kháng sinh gì albumin ở thời điểm chẩn đoán và sau ở ngày 3 thôi. Còn những cái nhiễm trùng khác, nhiễm trùng da đó, thì không có sử dụng. Đó là hai cái chính em muốn nói tới thôi. Yeah. Về cái lựa chọn kháng sinh đó thì ở đây nó đề đưa ra ba cái nhóm là cái nhóm nhiễm viêm phúc mạc, rồi nhiễm trùng huyết tán qua hoặc là nhiễm trùng tiểu, nhóm viêm phổi và nhóm nhiễm trùng mô mềm. Thì ở đây mọi người nhìn vô sẽ thấy là ở đâu nó cũng có meropenem hết. Cái meropenem người ta bên trong cái bài đọc từ Leo Anh Linh Journal thì người ta ưu tiên chọn meropenem, có thể phối hợp với ceftazidime, có thể phối hợp với lại Sigo, đó là tùy vô cái vị trí nhiễm trùng của mình. Thì thực sự lúc mà đi lâm sàng á thì cái sử dụng kháng sinh ban đầu á sẽ tùy vô cái người bác sĩ đầu tiên á người ta chọn cái nào. Thì mình chỉ khuyên á là bệnh nhân vô mà vô cái ACOS đủ tiêu chuẩn rồi á là nặng không à, thì cái này nặng lắm, mấy cái này nó tử vong hết á, mấy cái này đa số trong bệnh viện mình là tử vong hết, hầu như là không có sống ca nào, hiếm, rất là hiếm ca sống, tại mình điều trị không có đúng đâu, mình chợ mình tìm không ra được yếu tố thúc đẩy đâu. Này, sử dụng kháng nấm, sử dụng kháng nấm thì đây là theo guideline của Abaso, thì ở những cái trường hợp mà mình ví dụ như mình xét nghiệm ra nấm trong nước tiểu không triệu chứng không điều trị, hoặc là nấm ở trong cái gì đó những trường hợp nào mình những bệnh nhân đặt nội khí quản mà mình thấy có nấm ở trong cái dịch rửa khí quản và có một cái nấm khác ở một cái vùng vô trùng khác, ví dụ cái máu mặt nấm thì những cái trường hợp đó mình sẽ có chỉ định sử dụng kháng sinh. Hoặc là những cái bệnh nhân hồi nãy đó sau 48 giờ không cải thiện đó thì mình có thể xem xét sử dụng kháng nấm chứ bảy kháng nấm. Đây những cái yếu tố nguy cơ nhiễm nấm của bệnh nhân này: bệnh nhân có sử dụng corticoid, bệnh nhân có sử dụng kháng sinh lâu ngày đặt tĩnh mạch trung tâm, dinh dưỡng tĩnh mạch ABCE cao, bệnh nhân chạy thận hoặc là bệnh nhân suy kiệt. Thì bệnh nhân sơ gan mất bù, đã mất bù cấp suy gan của mình á, đa có sẽ có một số yếu tố như là bệnh nhân sẽ có thể là có dinh dưỡng tĩnh mạch nè, có thể đặt thường truyền trung tâm nè, hoặc là bệnh nhân suy kiệt là thường gặp lắm. Điểm ABCE của bệnh nhân thì chắc chắn là sẽ khá là cao á. Rồi cái lựa chọn của mình thì sẽ dùng cái echinocandin là cái thuốc kháng nấm mới bây giờ á, 140mg liều đầu, sau đó duy trì 70mg. Thì azon kháng nấm nhóm azon nó chỉ sử dụng khi nào mà bệnh nhân cải thiện rồi, ổn định rồi và có kết quả cái nhảy với nó thì mình mới xài cái echinocandin như kháng nấm. Mình không có loại này đâu, mình không có cái này thì mình xài cái gì? Đó là không. Mình không có được cái xài gì. Em thấy ở hồi sức nó có cái này tên nó là cái Cansidat đó cô. Có phải không? Mà thường nhưng mà thường nếu không xài cái đó nữa thì em thấy nó xài gì? Em thấy xài cái đó rồi chứ chưa thấy thông thường, cái thông thường em thấy nó xài gì? Nó thấy cái xài fluconazole không? Chưa thấy được, thật sự là nhiễm nấm và điều trị thì em chưa thấy cái như vậy, em chưa đi hồi sức lâu nên chưa thấy mấy cái đó. Đây là những cái nấm máu trước đây người ta vẫn sử dụng cái fluconazole, mấy cái thuốc trước á. Đó anh có xài khi mà cho đi đá một lần rồi đó em. Nhưng mà đương nhiên những tình huống này rồi, nó nặng như vậy rồi thì cái có, nếu mình có điều kiện thì mình cứ xài đúng khuyến cáo của họ. Tiếp được lắm. Rồi, này là bùng phát của viêm gan B. Thì cái tiêu chuẩn của người ta trong Amazon người ta đưa ra là hơn 10 muỗng 5 copy trên ml hoặc là hơn 20 muỗng 4 đơn vị trên ml để chẩn đoán. Thì nếu mà viêm gan B bùng phát thì mình cũng có như đây thuốc thôi, entecavir hoặc tenofovir fumarat hoặc là tenofovir alafenamide thôi à.
Thì nếu mà bệnh nhân có suy thận đó, thì mình sẽ lựa chọn cái entecavir hoặc PEF hơn ha. Nếu mà bệnh nhân B bùng phát thì thực sự ra tất cả những cái ca sơ gan này rồi mấy em chỉ cần định lượng HPV-DNA ra nó có vi khuẩn là em xài thuốc luôn, không cần phải tiêu chuẩn của định lượng HPV-DNA như của thằng này nữa đâu. Cái tiêu chuẩn mới của thằng này nó chưa cập nhật mới của thằng là điều trị viêm gan B á, chứ tất cả những cái ca này nếu mấy em làm mà có viêm gan B mà mấy em chỉ cần định lượng H, mấy em làm HPV-DNA mà em phát hiện được á thì mấy em sử dụng thuốc kháng virus luôn. À dạ. Cái này những cái đợt bùng phát cấp của nó lên á thì đôi khi cái virus của nó không đạt được chuẩn trên 10 mũ 5 hoặc 10 mũ 4 đơn vị trên ml đâu. Nhưng mà đương nhiên khi nó đạt chuẩn như vậy thì cái độ nhạy độ đặc hiệu cao thôi, hiểu không? Ý nó nói là độ nhạy độ đặc hiệu chẩn đoán cao thôi. Còn những trường hợp mà HPV DNA mà nó không đạt chuẩn á thì coi chừng nó có một cái nguyên nhân gì khác ngoài cái reactivation của HPV, mình phải đi tìm thêm yếu tố thúc đẩy khác nữa. Nhưng mà đương nhiên những tình huống này không phân biệt được thì bắt buộc phải xài kháng virus hết. Tất cả những tình huống sơ gan ha, không quan tâm đến men gan bao nhiêu hết, không quan tâm đến cái bao nhiêu hết, mà chỉ cần làm phát hiện được cái HPV-DNA thì mấy em được mua cái kháng virus. Thì cái liều của nó, thằng tenofovir có liều của nó là 300mg TAF, TDF, còn TAF là 25mg. Nhưng mà entecavir á thì trong một số guideline mới á, thì entecavir đối với sơ gan bất bù thì nó bắt xài đến 1mg một ngày lận chứ không phải liều 0,5mg. Nhưng mà tốt nhất là mấy em nên xài cái TDF á, thì nó tenofovir á, thì nó cái hiện tại người ta nhận thấy rằng là nó có khả năng kháng virus mạnh hơn nhóm entecavir, thành ra hầu như bây giờ cô xài tenofovir hết nha. Hoặc là những cái tình huống mà mình nhân có giữa cái sống và cái chết bắt buộc phải ức chế virus mạnh liền thì đôi khi mấy em sẽ thấy bác sĩ họ phối hợp luôn entecavir với tenofovir luôn. Em sẽ thấy họ phối hợp luôn đó nha. Những ca này nặng lắm rồi. Họ có ghi nè, tức là NA nên bắt đầu càng sớm càng tốt, đúng không? Nên bắt đầu hay lập tức tất cả những bệnh nhân nhiễm viêm gan B ha, trong khi chờ đợi xác định ngưỡng HPV-DNA, tức là bệnh nhân vô nếu tiến có tiền căn viêm gan B hoặc là HBsAg nó dương tính là dập thuốc liền luôn, không có chờ HPV-DNA về luôn á nha, nó cho là sớm. Rồi tiếp thì tới nữa, nguyên nhân thứ ba tổn thương gan á là tổn thương gan do rượu. Thì nói chung á là những cái ông nhậu nền tảng ông đang nhậu vậy rồi là đã xấu rồi. Nếu mà lần này có một cái binge drinking, có nghĩa là người ta uống lượng nhiều một lúc á, có tiêu chuẩn thì nó sẽ dẫn vô một cái đợt cấp. Đây, thì cái này là tiêu chuẩn của những cái định nghĩa của cái hội về sử dụng rượu bên Mỹ. Thì Mỹ á, đối với Mỹ thì một drink của nó là 14 gram, nhưng đối với châu Âu á thì hoặc là châu Âu á, hoặc Amazon của mình thì một drink của nó là 10 gram, nhớ vậy nha. Không thôi nó lộn á. Dạ thì cái này em đang để theo của Mỹ. Mỹ là 14 gram, còn bình thường của thằng châu Âu là 10 gram thôi. Dạ. Thì đại khái là mình nhớ cái này nè, cái binge drinking đó, cái định nghĩa của nó là nếu mà nhậu hơn như một lon bia như là mình 16 gram cồn là khoảng 70 gram đó, 5 rin là 70 gram. Thì đại khái là đó. Thì nếu mà tính trung bình á, em cứ nhớ khoảng 50-70, tức là nó tăng lên á, hoặc là tăng lên gấp đôi so với cái ngưỡng rượu mà bình thường á. Cái ngưỡng rượu bình thường ông 30 thì em nhớ nó lên khoảng 60-70, còn phụ nữ mình 20 thì nó phải lên 40-50 đó. Nó tăng lên khoảng đó đó, mình nhớ hả? Dạ. Thì cái đó là cái trong vòng 2 tiếng á, cái uống lượng nhiều như vậy trong vòng 2 tiếng là cái yếu tố, có thể là yếu tố thúc đẩy để vô kêu cái đợt mất bù cấp này. Cô mới nói là cái ca mà lần trước mà thi trình á, cô mới hỏi là trước đó nó uống rượu làm sao, tại sao đẩy nó vô cái đợt này để vô mất bù. Còn nếu em không khai thác được ngày nào nó cũng uống rượu y chang nhau, nó chẳng có khác biệt gì hết, thì nó không phải là yếu tố thúc đẩy. Tức là nó đã uống rượu, nghiện rượu từ đó đến giờ rồi, nhưng mà đợt này nó uống một cái đợt trong vòng 2 giờ nó uống rất là nhiều thì mới tính là có thúc đẩy đợt này. Dạ rồi. Thì ở đây có một cái định nghĩa nghiện rượu. Thì hồi xưa nó là theo DSM-4, thì bây giờ đó là nó theo DSM-5. Gom lại một cái định nghĩa thôi, đó là sử dụng rượu. Thì người ta sẽ tầm soát để chẩn đoán cái này thì người ta có một cái bảng câu hỏi có 10 mét, 11 câu á. Thả 2 cây.
bản câu hỏi này nè, DSM-5 thì có 11 câu. Thì cái này chỉ để cho mình chẩn đoán là bệnh nhân có nghiện rượu thôi. Bệnh nhân này là cái này là tiêu chuẩn của bệnh nhân là nó gọi là phụ thuộc rượu á, phải không? Là nghiện rượu á cô. Vì nghiện dạ. Thì cái này để mình chẩn đoán nghiện rượu thôi, nó cũng không có liên quan lắm cho tới cái đợt vô này của mình. Cái quan trọng của mình đó là cái binh binh kinh. Đúng rồi. Nó nằm trong cái guideline của bệnh gan rượu mà cô gửi mấy em, nó có tiêu chuẩn này đó. Rồi. Cái này để hỏi bệnh nhân của mình coi có nghiện rượu hay không cũng hay nè, nhưng mà chưa thấy cái gì. Rồi cái này đó là một bài học có đó chứ. Ý là em chưa có xài cái này, em hỏi bây giờ. Cái này bữa nào đi làm nghiên cứu đi. Làm cái nghiên cứu tiêu chuẩn là rối loạn sử, cái này gọi chung là tiêu chuẩn rối loạn sử dụng rượu. AUD đó. Dạ. Rồi. Bây giờ mình qua bên đây là bệnh nhân của mình, ví dụ như một bệnh nhân vô với mình vì uống tiền ăn uống rượu nhiều rồi, uống quá trời quá đất rồi. Bây giờ vô bệnh nhân có vàng da. Rồi thì cái này là do bệnh nhân viêm gan rượu. Cái quan trọng là vậy nè, cái quan trọng phải nhớ là vậy nè, tức là bệnh nhân uống rượu rồi, có thể là bệnh nhân ngưng rượu rồi, nhưng mà ngưng mới trong vòng 2 tháng nay thôi được, không có tính. Tức là bệnh nhân uống rượu gì đó cũng cần biết, nó có thể ngưng 2 tháng nay rồi vẫn có thể vừa đưa vô một đợt viêm gan rượu nha. Dạ, đúng rồi, đó là cái quan trọng á. Cái đó là cái quan trọng đó chứ không phải mấy em đếm nói cô ơi, cái ca này nó ngưng rượu một tuần này rồi, thành ra đợt này không được chẩn đoán là viêm gan rượu là không phải. Nó trong vòng 2 tháng nay nó còn uống rượu là vẫn tính rượu ha. Này, đó, cái đầu tiên quan trọng anh cô lấy theo ba tay trịch, cái quan trọng nhất thì trong dùng rượu này, bệnh nhân còn dùng rượu mà ít nhất là trong vòng 2 tháng nay, có nghĩa là bệnh nhân mới ngân tuần không tính nha, trong vòng 2 tháng mà còn uống đó là tính vô rồi đó. Rồi này là so sánh để mình phân biệt giữa một cái vàng da do viêm gan rượu hoặc là sơ gan đâu, thì cái này không có, mình chỉ quan trọng cái chuyện là bệnh nhân ngân uống bao lâu thôi. Cái này nằm trong cái guideline của viêm gan rượu đó mà cô gửi cho em đó. Mở ra phía trước, mở lại cái đó đi Long, mở trước cái slide trước cô nói cái này cho nghe nè. Cái mà men gan á, cái men gan á thì mấy em nhớ là cái tiêu chuẩn nó có hai cái guideline. Thì cái guideline nói chung là men gan phải dưới 500, nhưng mà cái guideline của thằng ISO nó một trong hai thằng, cô không nhớ thằng nào, nhưng có một thằng tiêu chuẩn là BCA làm test thôi. Nhanh. Một cái dưới 400 thôi, với là tỷ số của nó trên 1.5. Nên cái thứ hai nó có cái tiêu chuẩn của thằng cái AFP nó phải trên bao nhiêu á, trên 50 đơn vị hay cái gì đó, thì nó có hai guideline khác nhau chút thôi, nhưng mà đại khái là nhớ là thằng cái AFP là thằng tăng chính, và cái men gan không bao giờ nó vượt quá 500 đơn vị hết. Và tỷ số của nó mấy em ha, mấy tỷ số của nó trên 1.5. Tỷ số của nó trên 2 là rất là ngon lành rồi, nhưng mà người ta trên 1.5 nó đã tính rồi. Còn cái GGT á, nó không có ý nghĩa tiên lượng, nhưng mà cái GGT nó giúp cho em xác định được là cái thời điểm bệnh nhân uống rượu, cái bệnh nhân đang uống rượu hay bệnh nhân đã ngưng rồi, thì nó sẽ thay cái bán hủy của GGT. Còn bilirubin thì nó cho là lớn hơn 3mg, mà những cái đấy là những trường hợp viêm gan rượu nặng đó, viêm gan rượu cấp nặng á. Nhà em thấy nè, cái dấu hiệu của sơ gan mở lại trước. Hôm bữa nói rồi, viêm gan rượu vẫn có thể có dấu hiệu của sơ gan, nhưng nó ít gặp hơn thôi. Có nghĩa là viêm gan rượu cấp, viêm gan rượu nó chưa qua sơ gan, nó vẫn có thể có dấu hiệu của sơ gan. Dấu hiệu đó là không phải dấu hiệu của tăng áp cửa, nói chung nó nói là dấu hiệu của tăng áp cửa, tức là những cái dấu hiệu mà của tăng áp cửa thoáng qua. Thành ra đôi khi một cái viêm gan rượu mà em chẩn đoán là sơ gan, sau đó tự nhiên em thấy nó phục hồi hoàn toàn luôn, nó mất tiêu hết các triệu chứng, là em biết trước đó nó chưa có sơ gan đâu, nó không phải là sơ gan mất bù đâu nha. Mấy uống rượu á, đôi khi nó sẽ có vú to, nó sẽ có tuần hoàn, nó sẽ có sao mạch, nó sẽ có lòng bàn tay son, mà nó chưa có sơ gan đâu. Thành ra đôi khi mình phải đợi khi cái men gan nó về tạm ổn đã, rồi mình đánh giá cái, mình đánh giá các phương pháp đánh giá sơ hóa gan không xâm nhập, để mình xác định thì ca đó có thực sự là sơ gan hay chưa. Alo. Dạ, tiếp à? Cái bài trình bày nó mất tiêu rồi. Không thấy không vậy? Không thấy nữa, mấy bạn có thấy không? Ai bấm dạ không ai... mà cô, bài ai bấm xe bài trình bày mất rồi. À? Bấm xe mà mình chậm lên rồi.
Rồi, thì cái này là cái lưu đồ để mình điều trị một cái trường hợp mà viêm gan rụ nặng. Nói chung mà hơi vòng vòng. Đại khái là mình khi mà mình chẩn đoán bệnh nhân đó là viêm gan rụ á, thì một số cái mình cần phải làm á là gì? Bổ sung dinh dưỡng, dịch truyền và vitamin B, B1, rồi và thiamin á. Rồi ngoài ra là mình sẽ đánh giá cái thang điểm MAD ray function score để mình coi coi đó là tiên lượng của bệnh nhân như thế nào. Nếu mà cái điểm MDF á, nếu mà nó hơn 32 thì mình sẽ sử dụng corticoid cho bệnh nhân. Xài prednisolone phối hợp với có thể có hoặc không có phối hợp với cái N-acetylcysteine. Dạ. Sau 7 ngày sau thì đánh giá theo thang điểm lưu. Dạ đúng rồi. Thì được rồi, cái đó là đọc điều trị thôi. Dạ, nhưng đây... mà nhớ có một số chấm chỉ định, một số chấm chỉ định của cái prednisolone nha. Xài tốt nhất là prednisolone. Thì trong một số cái chống chỉ định mà cái này thường gặp nè, là một đó là nhiễm trùng, hai á là viêm gan B bùng phát, nhiễm trùng chưa kiểm soát, nói chung là nhiễm trùng chưa kiểm soát á, chứ nhiễm trùng mấy em xài kháng sinh kiểm soát tốt rồi mấy em vẫn xài được prednisolone nha. Tức là nhiễm trùng acti á, sepsis mà đang chưa kiểm soát, mình không kiểm soát được á. Và thứ hai là creatinin nó tăng và bệnh nhân có suy thận rồi. Đây có thấy suy thận không? À không, một cô nó không có đề cập cái đó cho bạn. Nó đề cập suy thận nhưng mà trong cái guideline của thằng kia nó có nói đến suy thận đó, em lật ra em coi được thôi. Cái này em lấy guideline của thằng nào vậy? Cái này là em lấy ở trên cái Avazo với lại cái New England đó. Ừ, vậy là có thằng Iso nó có nói tới cái suy thận đó. Nó lấy creatinine trên 20mg thì xin lấy tí kiểm tra lại thử xem. Rồi. Rồi. À, thì... ở đây nó vẫn cho sử dụng, ở đây nó vẫn còn khuyến cáo pantoficillin hả? Dạ đúng rồi, trong cái New England nó vẫn còn cho xài nếu mà chống chỉ định với cọc cái quý. New England mà... chứ còn hai thằng Iso với Iso nó không có còn khuyến cáo tăng tôn tích nữa. Nhớ cái đó nghe. Iso thì cho ngưng rồi. Iso với thằng Iso với Iso nó đều không sử dụng pantoficillin luôn. Nhưng mà nói chung, trong trường hợp những bệnh nhân này giữa cái sống và cái chết mà em thấy tổn thương gan rượu nặng quá nó đủ tiêu chuẩn mà không xài được corticoid, mà nếu mình có pantoficillin thì mình cứ xài. Tại vì á, trước đây nó vẫn cho sử dụng pantoficillin, sau này nó làm mấy cái meta analysis, nó làm tổng hợp ra, nó thấy ra là hiệu quả không cải thiện hơn bao nhiêu hết. Nhưng mà thực sự ra trong từng nghiên cứu thì pantoficillin nó vẫn có hiệu quả nha. Yeah. Bây giờ mình cũng không tìm ra thuốc này đâu. Có. Rồi xưa nó là Torrentan đó. Rồi tiếp đi. Rồi, tiếp. Đây. Ok. Này thì dễ tính rồi, không có gì khó hết. À, có một cái lưu ý là cái BT control ở đây thì em đọc bài là nếu mà không có ở chỗ nào mà không có cái BT control này thì mình lấy là 10. À, cô cái này em hỏi xíu luôn là cái chỗ mà cái giá trị tham chiếu của cái rồi trong BT tham á, mình lấy giá trị trên hay lấy giá trị dưới của xét nghiệm cô? Trong rồi BT tham giá trị nào, giá trị bình thường hả? Không, cái giá trị reference đó là mình lấy giá trị trên hay dưới của cái xét nghiệm để nó là một cái khoảng. À, nhóm chứng á hả? Dạ đúng rồi. Giờ em lấy trên hay dưới gì nó cũng ra gần gần giống nhau à, nó không có chênh nhau nhiều đâu. Em lấy cái thằng nào cũng được, nhưng mà chỉ thằng MDF nó trên 32 em lấy cái nào cũng được. Hình như là protein trứng là càng cao thì cái MDF nó càng thấp phải không? Đúng rồi, đó là trừ ra, nên là nếu mà mình lấy cái giới hạn trên đó là nó thấp dưới đi. Để cái ngưỡng thấp dưới á, ý nói là ý cô nói là cái nguy cơ nó cao lắm, đừng để bỏ sót. Em điều trị còn hơn là điều trị. Rồi bây giờ là tới tăng áp lực cửa. À, thì ở những cái bệnh nhân mà chưa có bị mất bù á nha, chưa có bị mất bù có nghĩa là chưa có bị bán bụng hay vỡ giãn trước đây á, thì trong cái đợt cấp này người ta vẫn có thể tăng áp lực tĩnh mạch cửa cấp tính, đó là do dẫn tới có thể bán bụng, đó là do hoặc là xuất huyết vỡ giãn. Thì theo Abazo cơ chế này đó là do tình trạng viêm mà khóa những cái tế bào sao hoặc là hoại tử ở trong gan dẫn tới cái này. Và người ta chứng minh cái chuyện này bằng cái chuyện đó là sau cái đợt mất suy gan cấp trên nền mạng á, của theo định nghĩa Abazo á, người ta đo lại người ta thấy áp lực tĩnh mạch cửa đó, nó thấp, áp lực tĩnh mạch gan đó, nó thấp, đó là nên người ta mới đưa ra cái lý thuyết này, giả thuyết này. Thì những cái trường hợp mà có áp lực tĩnh mạch cửa mà cao á, thì là tiên lượng xấu hơn hiển nhiên rồi. Thì người ta đặt ra câu hỏi là có sử dụng beta blocker hay không. Thì Abazo á, thì người ta nói này
bệnh nhân nếu đang xài thì xài tiếp, còn nếu mà bệnh nhân chưa xài thì nên xài nếu không có chống chỉ định. Cái này quan trọng ở chỗ chống chỉ định là cái gì. Rồi thì cái Abazol này nó dẫn từ một cái nghiên cứu thôi, đó là nghiên cứu của tác giả Kumar và cộng sự. Thì cái nghiên cứu này là một cái RCT về cái hiệu quả của Carbidolol. Nghiên cứu này á, là thực hiện trên 136 bệnh nhân ACOS. Thì quan trọng ở đây em muốn kiếm á, là kiếm đây cái tiêu chuẩn đầu vào của người ta là ACOS là được chẩn đoán theo tiêu chuẩn của Abazol, có gì đó không có giãn tĩnh mạch thực quản hoặc có thì là giãn tĩnh mạch thực quản nhỏ dưới 5mm và có áp lực tĩnh mạch cửa hơn 12, có nghĩa là có 8 áp lực tĩnh mạch cửa, thì người ta sẽ đưa vào người ta sử dụng thử cái thuốc này. Nhớ lưu ý cái quan trọng ở đây là gì, những cái chống chỉ định đây có rất là nhiều cái chống chỉ định, bệnh nhân có thể là nhịp chậm, tụt huyết áp, nhất là hen. Đúng rồi, nhất là cái thằng bán bụng, tóm lại là nó đưa ra gì thì nó đưa không có sử dụng, không sử dụng ức chế beta. Trừ trường hợp ca này là ức chế beta em có chỉ định trong trường hợp phòng ngừa nguyên phát hoặc thứ phát thôi, chứ còn ACFL đừng có xài ức chế beta vô nữa, vì thằng này lúc này nó nguy cơ nhiều lắm, nó vừa thận này cũng có nguy cơ nè nha, nhiễm trùng cũng có nguy cơ không có loại được nữa nè. Rồi thằng này đa số là nó bán nhiều lắm, nó tốt nhất là đừng có nhớ tới nó, đừng có xài tới nó là tốt nhất. Và thứ hai là Carbidolol giờ không còn được khuyến cáo nữa luôn, nên nó nói ra kệ nó. Dạ, thì cái này chỉ để nhắc mọi người cái lúc mà kêu cái ga bây giờ mình cứ làm, mình phải để ý cái chống chỉ định của nó, thì cái này nó còn dễ dính. Đọc gai lai của nó mà xài là chết ngắt. Tóm lại là không sử dụng ức chế beta trong mấy cái tình huống này, trừ trường hợp em phải phòng ngừa thứ phát hoặc là nguyên phát thôi ha. Và thứ hai là trên bệnh nhân phải có huyết áp tương đối ổn định, bệnh nhân không có bán bụng, đặc biệt là đáng bụng mà đang nhiễm trùng á, cẩn thận những thuốc mặt tự phát á ha. Cái này có rất là nhiều chống chỉ định, nếu mà có nhiễm trùng tiến triển gì đó là người ta cũng nên đa số là những ức chế beta. Cái ức chế beta cô chỉ nhắc lại thôi, cái ức chế beta là nó chống chỉ định rất là nhiều, nhưng trên bệnh nhân sơ gan hồi xưa người ta mới nói ức chế beta là xài propranolol với nadolol, sau này người ta có nói đến carbidolol nữa trong phòng ngừa nguyên phát thứ phát. Nhưng bây giờ gần như là carbidolol là các cây lai nó bỏ qua một bên rồi, nó thấy không có hiệu quả bằng propranolol hoặc nadolol. Và cái thứ hai nữa là nó không sử dụng ức chế beta trong những cái tình huống chống chỉ định, mà ví dụ như hen, tụt huyết áp, mạch nhịp tim thì nó dễ rồi. Nhưng mà hồi xưa nó đặt vấn đề là những cái ca mà bán bụng á, những ca bán bụng thì có ngưng cái propranolol hay không, thì nó nói hiện tại bây giờ thì những cái ca bán bụng thì propranolol nó không có ngưng, trừ khi mà mấy em thấy có suy thận thôi. Cái thứ hai là đang có nhiễm trùng, nhiễm phúc mạc tự phát thì mình có thể tạm thời mình ngưng cái beta. Còn lại là ức chế beta trên bệnh nhân bán bụng thì nó không có ngưng. Hồi xưa nó thấy nếu trên bệnh nhân bán bụng mà xài ức chế beta, bán bụng và bán bụng nhiều hoặc là kháng trị á, thì nó có nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến thận vân vân. Thì mấy em đọc lại thêm cái phần đó trong cái bài mới về các biến chứng của sơ gan gai mới. Và tuyệt đối bây giờ người ta không khuyến cáo sử dụng carbidolol nữa. Nhưng mấy em thấy mỗi năm gai lai ra mỗi khác hết à. Mình đã carbidolol bây giờ mình không xài nữa, xài là đã xài là xài propranolol ha. Vì cái hiệu quả nó không tốt bằng phòng propranolol. Qua phòng đi Long. Rồi. Nói chung là cái nghiên cứu của người ta thôi không có gì. Cái hiệu quả của sử dụng carbidolol trong nghiên cứu đó thì thật sự đó là nó chỉ làm giảm cái mức độ ACOS một bậc thôi, mà cũng không nhiều nữa. Mà tử vong trong 28 ngày cải thiện hơn, chứ về lâu về dài nó cũng không khác biệt mấy. Trong vòng 90 ngày nó không có khác biệt này. Rồi. Còn cái này á, là nếu mà có xuất huyết á, thì mình điều trị giống như một ca xuất huyết bởi giãn thôi, không có khác biệt. Chỉ có chị nhắc là nhớ kháng sinh phòng ngừa nha. Nhớ để có kháng sinh phòng ngừa giùm tôi một cái. Trời ơi, vô là hay quên cái đó lắm luôn á. Nó sau đó nó đẩy vô nhiễm trùng, nó đẩy vô tùm lum. Bệnh nhân vô mới xuất huyết tiêu hóa, sau đó em đẩy vô cái nhiễm trùng, là nhiễm trùng nó thúc đẩy vô cái ACLF, nó đẩy vô tùm lum, hay lúc đó là bó tay không biết đường làm đó. Tại mấy em nhớ trên sơ gan sợ nhất là nhiễm trùng, cô chỉ nói đó thôi. Một ca của một người nhà của một bác sĩ của trường mình, một giảng viên trường mình, cô đang điều trị sơ gan rất là tốt. Ca này là một cái sơ gan mất bù, ha, viêm gan C, điều trị viêm gan C ok, thành công rồi, đang rất là ổn ha, mọi thứ đang ổn, đùng một cái nó vô mất bù. Cô nó đi vô bệnh viện liền, chắc chắn nó có nhiễm trùng gì đó. Vô bệnh viện thì cuối cùng nó ra nhiễm trùng. Trước đó thì bệnh nhân này đi mắc mưa về cảm sổ mũi ho gì đó, sau đó sốt thì gọi điện cho cô, thì cô nói phải vô bệnh viện ngay lập tức, tại vì cô biết nhiễm trùng trên đường sơ gan rất là nguy hiểm.
cô nói ngay tối hôm đó là phải vô viện liền, không có chịu vô. Sáng hôm sau vô, đúng 48 tiếng sau thôi vô bệnh viện, không có đánh giá nhiễm trùng tốt, cô nói xài kháng sinh đi không xài. Sau bệnh nhân vô rất là nặng và cuối cùng ca đó bố mẹ là bị tử vong, mà trước đó em biết rất là khỏe còn tốt lắm luôn á, nó nhanh lắm, nó tử vong rất là lẹ luôn. Ca đó là nằm ICU của bệnh viện 115. Mẹ ruột của một giáo viên trường mình chắc chắn 100% các em đều biết người này hết. Thành ra luôn luôn nhớ trong đầu, trời ơi sợ nhất trên đời là cái thằng nhiễm trùng. Nó không có triệu chứng mà nó diễn tiến nhanh vô cùng luôn, nhìn không ra nó là chết liền luôn. Đánh kháng sinh chậm trễ cái là nó chết liền luôn á. Thành ra nhớ nha, những cái ca nào cho đi thắt được mạch thực quản, trong cái guideline, một số guideline nó khuyến cáo, đặc biệt ở môi trường Việt Nam mình nữa, đi thắt được mạch thực quản xài phóng sinh phòng ngừa luôn, xài ciprofloxacin trước khi thắt một ngày và kéo dài ít nhất 5 ngày sau, 3-5 ngày sau là hãy ngưng kháng sinh. Vậy đi. Còn đương nhiên xuất huyết tiêu hóa em phải chích ceftriaxone, rồi còn những người nhà của mình mà cho đi thắt tĩnh mạch thực quản, vô ở quậy trong đó một hồi thế nào cũng vô, nó phóng thích vi khuẩn vô máu thế nào cũng nhiễm trùng. Ví dụ 10 ca thế nào cũng có 1 ca nhiễm trùng chích queo, chạy không có kịp. Thành ra những cái ca nào mà cô mà đi thắt tĩnh mạch thực quản phòng ngừa là cô cho sử dụng kháng sinh phòng ngừa trước hết cho chắc ăn ha. Tiếp ạ. Về hồi sức, một cái bệnh nhân vô một cái là phẫu thuật cắt sơ gan, bây giờ bệnh nhân bị tụt huyết áp thì có những nguyên nhân gì? Có thể bệnh nhân vô bị nguyên nhân do tim, giảm thể tích, sốc phân bố hoặc là sốc thoát nhãn. Những cái nguyên nhân liệt kê trên đây. Giao cho chuyên khoa 2 nói là gì? Mối liên quan giữa tim và gan đó. Gan nó gây ra suy tim, gây ra bệnh cơ tim. Là tim nó gây ra bệnh gan, nó có nguyên một cái đống tiền liên quan giữa gan và tim. Nhưng mà tụ huyết áp lên sơ gan nó dính tới tim là vậy đó. Đôi khi tim nó liên biệt hoặc là một cái bệnh lý tim liên quan đến sơ gan. Mà thường gặp nhất là giảm thể tích. Thường nhất là ở hai cái khoảng giữa là giảm thể tích hoặc là sốc phân bố do sốc nhiễm trùng á. Hoặc là do sạch bán là lớn quá bệnh nhân cũng phải tụ huyết áp. Đó là còn cái dưới cùng á là huyết khó xuyên tắc á, thì cái này hồi xíu nữa sẽ nhắc. Cái này cũng có nguy cơ gặp trên người bị sơ gan đó, nhưng mà mình ít gặp hoặc là mình không để ý. Tại trên người sơ gan nó có hiện tượng tăng đông, nó sẽ gây huyết khố. Rồi về cái mục tiêu hồi sức thì huyết áp đó, mục tiêu hồi sức đó thì ở Avatar người ta đưa ra đó là huyết áp trung bình của mình từng mẹt đó là 260 là được rồi. Hơn huyết áp mặt thu cộng 2 cương chia 3 đó là 260 là được rồi. Rồi và người ta không có đưa ra một cái mục tiêu lắc tát như là trong cái guideline của hồi sức. Trong cái guideline của hồi sức nó không có cái đó. Rồi nếu mà bệnh nhân có bán bụng, bán căng á thì người ta vẫn cho phép là chậm giải áp, nhưng mà nhớ lưu ý cái chuyện truyền albumin thôi. Rồi theo cho siêu âm tim rồi cái gì đó đặt huyết áp động mạch mà cơ và theo dõi cái lát tá cũng có thể giúp cái điều trị, đó là khuyến cáo chung. Còn cụ thể thì ở đây theo cái New England Journal thì mình có thể dùng á là dịch tinh thể hoặc là albumin 5% để hồi sức. Mình có thể dùng dịch tinh thể hoặc là albumin 5% để hồi sức. Thứ hai á là đối với những trường hợp sốc kháng trị sử dụng, định nghĩa là gì, là sử dụng đo EB hơn 0.5 rồi á thì mình nên sử dụng thêm cái hydrocortisone tim mạch liều 200mg một ngày, có nghĩa là nửa ống nhân 4. Và nếu mà bệnh nhân thiếu máu thì mình sẽ truyền máu cho bệnh nhân. Đối với những trường hợp có bệnh tim mạch á thì mình nên đặt cái mục tiêu là 9g 90 á, 90g trên lít. Rồi đó là những cái ý chính. Thì ở đây lý do tại sao người ta có đề cập tới chuyện là sử dụng 5% albumin 5% để hồi sức, thì thông thường á là cái về cái nước muối của mình á, mình truyền vô nó không có vô hết động mạch. 1 lít nước muối truyền vô á, thì nó chỉ vô lòng mạch được khoảng 3/4 thôi, 1/4 còn lại vô lòng mạch được 1/4 thôi, 3/4 còn lại vào mô kẽ. Đó là theo cái phân bố bình thường của cơ thể. Và ở những cái bệnh nhân bị sơ gan á, ở những bệnh nhân sơ gan, người ta đã có tình trạng là giảm áp lực keo do giảm albumin rồi,
thì nếu mà người ta là sepsis xếp nhiễm trùng huyết, nó làm tăng cái nấm thành mạch nữa, thì khi mình truyền hồi sức bằng cái dung dịch tinh thể là nước muối á, thì nó không có hiệu quả. Nó truyền vô đa số nó ra mô kẽ hết rồi, mà thường gặp nhất là nó vô cái bụng á, bệnh nhân sẽ bụng bán bự lên hơn nữa, bệnh nhân tràn dịch màng phổi hơn nữa, và huyết áp nó không thể cải thiện. Đó là lý do tại sao mà người ta có đề cập đến cái truyền albumin 5%. Albumin đó thì nó sẽ có, nó sẽ giữ cái thể tích lòng mạch tốt hơn. À, và cái thời gian hiệu quả của nó là tới 12 tiếng lận, thì mình sẽ chia âm 2 cử một ngày mình truyền. Những người còn nếu mà mình dùng cái albumin 20% thì sao? À, thì albumin 25% á, thì đa số nó sẽ tăng thể tích lòng mạch bằng cái chuyện đó là nó sẽ kéo cái dịch mô kẽ vào. Đó, thì cái quan đó nó là khác biệt giữa 20% và cái 5%. Thì hiện tại cái đặt ra là mình truyền tới khi nào, mình truyền theo mục tiêu albumin hay mình truyền theo mục tiêu huyết áp, là truyền liều như thế nào, thì cái đó nó chưa có rõ. Em kiếm bài thì nó vẫn chưa em chưa thấy người ta đề cập tới cái này. Đây là một cái nghiên cứu mới đây thôi, 25 tháng 5 2021, thì cái nghiên cứu ACT này là cho thấy là này là những cái bệnh nhân vô là sơ gan, nhiễm trùng huyết, tụt huyết áp, và được chia làm hai nhóm điều trị hồi sức bằng albumin hoặc là bằng nước muối sinh lý, mục tiêu là huyết áp trung bình hơn 65. Thì cái nghiên cứu này người ta cho thấy, cái em không có toàn văn của đó, thì người ta cho thấy là nếu hồi sức bằng 5% albumin 5% thì sẽ hồi sức nhanh hơn và cải thiện tử vong hơn là cái nhóm sử dụng nước muối sinh lý. Còn tại vì em không có toàn văn nên em không có coi được cái cụ thể cái cách dùng của người ta, nhưng mà cái này là có thể gợi ý cho mình, đó là không đừng có nghĩ tới chuyện là hồi sức chỉ có chuyện muối hoài rồi vận mạch hoài. Đa số mấy ca này vô viện là thế nào cũng có chuyện albumin hết à, tại thế nào cái thận nó cũng có vấn đề hết, thế nào nó phù quá trời phù luôn, với nó bán bụng nhiều lắm. Mấy ca này đa số mấy em thấy là người ta sẽ truyền albumin. Yeah, mà thường mình không có cái albumin 5% đâu, mấy em mới truyền albumin mà 25% hay 20% á, thì một ngày trung bình thường thường ta truyền 2 chai, tức là tương đương với 100ml đó. Thì khi nào em truyền mà thường nó nghiên cứu chưa rõ thôi, nhưng mà khi em truyền em đẩy ra albumin lên bao nhiêu, thường em thấy hồi sức đẩy được albumin lên bao nhiêu thì nó ngưng. Cái này em mới đi có 4 ngày làm sức nên em cũng không biết nữa cô. Ý có đẩy lên bao nhiêu thì nó ngưng nha. Dạ. Thì cái là nãy em nói cô đó là mục tiêu albumin hay là mục tiêu huyết áp, thì cái một cái bài review. Dạ. Một cái bài review thì người ta nói là mình đặt ra vấn đề là nãy nè, vấn đề của mình đó là hồi sức đúng không? Là huyết áp, thì cái bài review em đọc thì người ta nói là nó đẩy huyết áp lên trong cái này đó. Rồi. Người ta muốn là đẩy huyết áp lên. À, còn về cái chuyện sử dụng cortison thì cái này á là suy thượng thận tương đối, suy thượng thận tương đối trong bệnh cảnh nhiễm trùng nặng, thì đối với một cái bệnh nhân bị sepsis là sốc nhiễm trùng á, mà nhiễm trùng huyết á, thì nó có thể làm cho bệnh nhân có một cái suy thượng thận thoáng qua, cho dù là bệnh nhân trước đó hoàn toàn là không có nền suy thượng thận. Thì khi nào mình sử dụng cái hydrocortison thì một á là dựa trên lâm sàng, hai á là dựa cận lâm sàng. Thì bên hội hồi sức á, thì người ta sẽ muốn dùng trên lâm sàng hơn, là sử dụng khi mà bệnh nhân không đáp ứng với dịch và vận mạch liều trung bình nó cao, thì người ta sẽ sử dụng liều của người ta là hydrocortison tối đa là 400mg một ngày trong vòng ít nhất 3 ngày, và sau đó sẽ giảm dần. Rồi. Còn cận lâm sàng gợi ý á, thì có hai cách. Một á, là mình dùng test cortisone mình chích vô rồi mình coi cái cortisone nó thay đổi như thế nào, thì cái đó em chưa thấy ai xài hết. Và cái thứ hai là mình có thể dựa vào cái cortisone máu ngẫu nhiên trong một cái bệnh nhân vô stress, nhiễm trùng huyết, thì bình thường thôi là sinh lý cortisone phải tăng, nhưng mà nếu mà nó dưới 10 người ta có thể chẩn đoán được cái suy thượng thận này. Rồi thì ý nhắc đó là những cái trường hợp mà sốc nhiễm trùng, bệnh nhân sơ gan đã vận mạch, đã truyền dịch đó, cái thứ mà nó vẫn chưa lên, thì nên xem xét sử dụng cái hydrocortison này cho bệnh nhân. Mục tiêu của mình là huyết áp lên cái đã, còn cái kiểm soát nhiễm trùng thì mình có thể sử dụng kháng sinh thêm, lên bậc kháng sinh. Nhưng
nghĩ là sử dụng cái hydrocortisone xong cái chế miễn dịch cái nhiễm trùng bùng lên, trong khi bây giờ huyết áp bệnh nhân không ổn định thì cũng không được. Cái này cô có cái này thì nói chung là corticoid á, mấy em chỉ sợ khi nào mà nhiễm khuẩn nó không kiểm soát được thôi. Còn nếu bệnh nhân sử dụng kháng sinh mà kiểm soát nhiễm khuẩn tốt rồi thì mấy em vẫn cứ xài hydrocortisone không có sao hết á. Mà thông thường đó cô, là những cái trường hợp trong bệnh cảnh em đang nói là bệnh nhân đang nhiễm trùng huyết chưa ổn nên huyết áp nó mới chưa cải thiện đó cô. Nếu như trên khoa em đang có một ca mấy tình huống đó thì mấy em phải dựa thêm cận lâm sàng nữa, phải làm thêm cái cortisone máu nữa cho chắc. Chứ không thôi đánh vô mà nhiễm trùng hơi nặng hơn là bắt đầu đổ lỗi tại em sử dụng corticoid đó. Tùy đánh giá trên lâm sàng hội chẩn xong rồi xài thôi nha. Mấy cái tình huống mà khó khăn thì mình nên hội chẩn. À, đây về vấn đề tiếp theo là về vấn đề rối loạn đông máu ở bệnh nhân sơ gan. Rồi thì sơ gan không có nghĩa là bệnh nhân dễ chảy máu, cho dù ina của bệnh nhân cao hoặc là thủy cầu bệnh nhân thấp. Bây giờ cái quan điểm cái những cái nghiên cứu bây giờ người ta thấy là ở bệnh nhân sơ gan á, người ta có giảm những cái yếu tố đông trầm gì đó, những cái yếu tố cầm máu, nhưng mà người ta cũng làm giảm những cái yếu tố chảy máu luôn, nên thành ra là nó cân bằng lại yếu tố kháng đông. Dạ. Yếu tố tiền đông và yếu tố kháng đông, nên là thành ra là nó cân bằng lại, chỉ có điều nó là một cái cân bằng lỏng lẻo, rất là dễ bị lung lay, nó rất là dễ bị nghiêng về cái này cái kia khi có một cái yếu tố bên ngoài nó tác động vô. Và cái khái niệm cơ bản của mình là INA và cái tiểu cầu á, nó không có chính xác để dự đoán cái chảy máu ở bệnh nhân sơ gan nữa. Tiểu cầu nó còn có yếu tố về chức năng tiểu cầu nữa mấy em, không phải chỉ về số lượng, mà trên bệnh nhân sơ gan nó còn bị ảnh hưởng đến chức năng tiểu cầu nữa. Thì rồi đó là cái quan trọng cái thứ nhất. Nhìn thấy nó nhiều người không có, đây là cái bảng người ta liệt kê những cái vấn đề ở một cái bệnh nhân sơ gan. Cái này là từ 2010 là đã có cái này rồi đó. Thì những cái yếu tố mà tăng chảy gì đó chảy máu và những yếu tố huyết khối đều có hết, chứ không phải là nó thiên về bên nào cả. Ngay bệnh nhân sơ gan nó có thể chảy máu, nó có thể có huyết khối, mà đôi vừa chảy máu vừa huyết khối luôn mới chết đó chứ. Nó đang xuống huyết tiêu hóa nhưng mà nó có huyết khối luôn, huyết khối tĩnh mạch cửa luôn. Nó thấy huyết khối tĩnh mạch cửa nó làm gì? Tăng áp cửa đúng không? Làm tăng áp cửa nặng hơn, nó vỡ chảy máu tùm lum tà le hết. Lúc đó nó vừa như tăng đông vừa gì giảm đông luôn, nó kết hợp cả hai yếu tố luôn, nó ảnh hưởng cả cái hiện tượng gì đó hủy fibrinogen luôn. Thành ra trên bệnh nhân sơ gan nó rất là lộn xộn lắm em ơi. Rồi tiếp đi, đôi khi nó huyết khối tùm lum hết á. Rồi thì đây là một cái lưu đồ ở trong cái bài review mới đây của AASLD. Thì ở những cái bệnh nhân sơ gan mà có nhiễm trùng, nó có thể nó kích thích cái neutrophil tạo tiết ra những cái yếu tố interleukin, nó có thể thúc đẩy cái tình trạng tăng chảy máu. Nó có thể gây trên cái nền đó là tổn thương gan cấp trên nền mạng, nó có thể làm rối loạn nội mô, nó có thể tăng tạo ra những cái chất giống heparin, những cái yếu tố mô gì đó, nó làm tăng đông nó cũng có luôn, và nó tăng hoạt hóa tiểu cầu nữa. Nên thành ra là trong một bệnh nhân suy gan cấp trên nền mạng kèm với nhiễm trùng, cái gì nó cũng có thể bị, nó có thể vừa bị huyết khối, nó cũng có thể vừa bị chảy máu. Cho dù là mình coi mình thấy trách nhiệm ina cao á, nhưng mà nó vẫn có thể bị huyết khối được. Rồi cái này hơi nhiều, cái nào sâu nó bỏ qua đi Lâm, nếu bạn bè tôi. À, cái này có thể mọi người tự đọc. Nói chung là cái này nó đề cập tới những cái mục tiêu điều trị về vấn đề đông cầm máu ở những cái bệnh cảnh khác nhau. Mấy bạn ở ICU á, là mấy cái bài này cực kỳ quan trọng luôn đó. Đa số phải xuống gió là chết hết trơn là vậy đó. Tại vì mình không có nắm được những cái này. ICU, mấy ca này mà chuyển xuống ICU rồi là coi như là cũng đi luôn. Thì ở đây á, mình chỉ muốn nhấn mạnh cái chuyện đó là big ben composite ở cái khoảng này nè, đây nè đó, phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu
một cái bệnh nhân xơ gan do oxy đa tạng nhiễm trùng huyết tất nhiên là không đi đâu rồi đó, nằm một chỗ rồi đó, là bệnh nhân có nguy cơ huyết khối cao. Thì ở đây người ta xem xét dự phòng ở tất cả bệnh nhân nội viện xơ gan theo cái bảng điểm. Thì cái bảng điểm mà nguy cơ huyết khối tĩnh mạch mà mình sử dụng trên lâm sàng hiện tại là trang điểm ba đua đó, thì là trang điểm đánh giá nguy cơ huyết khối đó là INGU. Thì lưu ý á nha, là nãy mình nói rồi, cái INA và cái tiểu cầu không có dự đoán được tình trạng dễ chảy máu của bệnh nhân, nên là mình vẫn nên xem xét sử dụng dự phòng với heparin trong lượng phân tử thấp là Lovenox của mình, và lưu ý trước khi điều trị để nội soi còn sát tĩnh mạch tập đó. Đó là cái là trong này cái hay. Rồi qua đây thì ở bên đây người ta sẽ cho mình những cái thủ thuật nào là nguy cơ xuất huyết thấp, nguy cơ xuất huyết cao. Thì mỗi cái hội á, người ta đưa ra những cái ngưỡng tiểu cầu nó khác nhau và cái tiểu cầu á, thì mỗi hội nó đưa ra khác nhau hết. Ví dụ như ở dưới đây á, là của hội của ISO, ở dưới á, ở giờ của ISO á, thì người ta đề nghị á, là tiểu cầu trên 50.000 cho những cái tất cả những cái thủ thuật xâm lấn rồi. Và người ta đề nghị là có thể làm thêm những cái xét nghiệm mới VAT, cái vét để đánh giá cái đông cầm máu. Và khi ngoài cái những cái xét nghiệm đông cầm máu thông thường của mình thì nên làm thêm cái fibrinogen nữa, tại vì những cái người ta thấy là fibrinogen dưới 1.5 là tăng nguy cơ tử vong, nên người ta muốn giữ cái này ở trên 1.5 ở những cái bệnh nhân mà chảy máu hoặc là có can thiệp một cái chảy máu mà hay gặp là xuất huyết bãi diễn mà mình đâu có làm fibrinogen đâu. Đáng lẽ là cho người ta là phải làm đó, và duy trì cho 1.5. Fibrinogen nó là có một cái trong này nó có một cái thủ thuật mà nguy cơ rất là thấp, đó là nội soi và để mà để thắt tĩnh mạch thực quản đó, hoặc là nội soi để thắt thôi, chứ nội soi để chẩn đoán thì thường thường mình không có sợ. Thành ra đôi khi mấy em đưa bệnh nhân đi nội soi mà người ta thấy giãn tĩnh mạch thực quản cần phải thắt, người ta bắt mấy em phải kiểm tra đông cầm máu, và nếu mà cái tiểu cầu nó dưới 50.000 hoặc là dựa vào INE nữa thì họ mới đề nghị là bệnh nhân phải nhập viện ha, kể cả bệnh viện lớn luôn, họ rất là sợ là vậy đó. Thì trong này có một số cái thủ thuật mình thấy thường thường mình hay làm thì mình để ý chọc dịch bán. Không có chọc dịch bán thì có nguy cơ gì không? Không có đâu. Nó đều vô huyết hết á. Hả? Paracetamol đó. Nó đều là những cái nguy cơ thấp hết. Yếu tố nguy cơ thấp hết đó. Thành ra mấy cái ca chọc dịch bán có lúc nào mà tiểu cầu dưới 50.000 mình không dám chọc đâu. Đa số trong cái khuyến cáo guideline mà chọc dịch bán á, chỉ khi mấy cái DIC thôi, còn tiểu cầu in em mình vẫn cứ chọc. Nhưng mà đương nhiên là mấy em phải chọc đúng vị trí, chứ mấy em chọc không đúng nó chảy máu bắt đầu nó lan ra, nó tạo nên cái hematom đầy trên cái thành bụng lan xuống cái đùi luôn đó. Mấy em mà chọc không đúng á, cái mạch máu nó không chảy ghê lắm. Qua phần này đi Long. Dạ. Đây, cái này là một cái mới, đó là cái test cái đánh giá cái đông cầm máu toàn bộ combo elastogram. Thì cái này các bạn thường sẽ nghe tới cái tên là Totem á. Totem nó là một cái khác của cũng từ cái này mà ra thôi. Thì cái nguyên lý của cái này là gì? Người ta lấy máu của bệnh nhân, ta bỏ vô cái chén. Đây, máu của bệnh nhân bỏ vô cái chén. Sau đó người ta gắn một cái kim, cái pin á, gắn cái kim vô. Cái kim này nó sẽ nối với cái máy, sau đó người ta sẽ lắc cái chén ở một cái nhiệt độ bằng cái nhiệt độ cơ thể. Thì khi mà cái máu mình bơm vô mà, thì khi mình lắc như vậy á, thì từ máu nó sẽ đông lại. Thì khi máu nó đông lại, nó sẽ dính vô cây kim và nó sẽ kéo cây kim di chuyển. Thì dựa vô cái hình vẽ của cây kim mà người ta sẽ xác định được những cái quá trình đông máu và cái hiện tượng ly giải cái cục máu đó. Thì test là cái chén nó quay thì là test, còn vô tem á là cái chén nằm im, còn cái cây nó quay. Nó cũng vậy thôi. Rồi, đây là cái một cái hình vẽ về cái xét nghiệm test của mình nó như thế nào. Thì đây, đầu tiên đó là một cái đường thẳng. Cái đường này là giai đoạn khởi đầu, giai đoạn mà nó bắt đầu hình thành cục máu đông. Đó, giai đoạn này cục máu đông nó chưa hình thành, nó là giai đoạn bui ít, bây giờ giai đoạn khởi đầu thôi, phá thôi. Thì cái giai đoạn này là thời gian tính từ lúc mà bắt đầu cho tới lúc mà hình thành cục máu đông, nó sẽ phụ thuộc vào các yếu tố đông máu.
giai đoạn thứ hai là cái xương đang mà nó bắt đầu nó cong lên, thì cái dạng nó bắt đầu cong lên này, nó bắt đầu cục máu đông nó hình thành, nó bám vô cây kim và nó làm cây kim bắt đầu di chuyển. Thì một cái cục máu đông nó có thể hình thành nhanh hoặc hình thành chậm. Thì nếu mà nó hình thành càng nhanh á thì cái góc của nó, cái thời gian ca á, nó càng ngắn lại và cái góc của nó càng bự, thì cái đó là nó hình thành nhanh. Còn ngược lại, khi mà cái thời gian ca của nó dài ra và cái góc angle của nó nhỏ lại, thì có nghĩa là cái cục máu đông này nó hình thành quá chậm. Thì cái cục máu đông này hình thành nó là phụ thuộc vào cái chất fibrinogen. Tiếp nữa là khi mà cục máu đông nó hình thành rồi, nó đạt tới cái mức độ tối đa bự nhất của nó, thì cái đó là cái MA, là maximum aperture. Thì cái này á, là nó thể hiện cái độ mạnh, cái độ chắc của cái cục máu đông. Nó là phụ thuộc 80% vào tiểu cầu và 20% là phụ thuộc vào cái tổ đồng máu. Và sau khi nó thành thành cục máu đông bự rồi thì nó sẽ bắt đầu ly giải cục máu đông. Vậy thì người ta sẽ theo dõi 30 phút, đó là thời gian Lytic 30. Đó là trong sau khi cái cục máu đông nó bự nhất có thể thì sau 30 phút nó sẽ ly giải bao nhiêu. Nếu mà nó ly giải bình thường đó, nó ly giải từ 0 tới 8% thôi. Nếu mà nó ly giải nhiều hơn là có bất thường. Đó. Thì cái này là cái xét nghiệm bây giờ được đề cập đến để đánh giá toàn bộ cái đông máu, đông cầm máu của bệnh nhân là cái này nè. Đây, đây là những cái giá trị nãy giờ mình giải thích. Này là giá trị bình thường của nó. Đó, thì quy đổi từ test với rotem nó có những cái thuật ngữ khác nhau. Nhưng mà cái nguyên lý của nó là y chang nhau vậy đó. Rồi, đây là phân tích cái test như cái này. À, thì mình thấy ở trên cùng cái màu đen đó là một cái đông cầm máu bình thường. Rồi khi mà nhìn lên xuống cái bên trái màu xanh lá đó là tình trạng dễ chảy máu, hemolytic, dễ chảy máu. À, đầu tiên đó là cái R, cái thời gian R đầu tiên nó rất là dài so với đây nè. Đây nè, cái chỗ này nè, cái thời gian khởi đầu của nó tới đó, lúc hình thành cục máu đông nó dài hơn so với cái bình thường. Có nghĩa là cái này bệnh nhân bị vấn đề về các yếu tố đông máu. Trong khi cái biên độ của nó tương đương tương tự, rồi cái thời gian ly giải của nó cái khoảng nó hẹp lại phía sau á, nó không có khác biệt đó. Còn cái thứ hai á là cái thời gian khởi đầu của nó dài ra xíu, nhưng mà cái mình thấy nhiều nhất á là cái biên độ của cái cục máu đông này nó nhỏ. Hồi nãy nói rồi, nó phù hợp vô tiểu cầu. Cái hình thứ ba á là mình sẽ thấy á, là cái góc của nó ở đây nó rất là nhỏ, nó hẹp, trong khi góc bình thường mình phải bự, chứng tỏ là cái cục máu đông này nó có hình thành đấy, nhưng mà nó hình thành chậm quá. Cục máu đông này nó hình thành chậm quá thì cái này nó mất cái hình rồi Lâm ơi. Ai cứ bám che màn hình vậy. Rồi, à, ở đây. Đây. Thì đó, thì cái chỗ này cái góc của nó nhọn, chứng tỏ là cục máu đông có hình thành đấy, nhưng mà nó hình thành quá chậm, chứng tỏ là nó bị thiếu cái fibrinogen. Hình thứ tư á là cục máu đông nó cũng hình thành nhanh, nhưng mà cái đuôi của nó tiêu rất là nhanh, cục máu đông nó không có bền. Bình thường nó phải bự dài ra nó xuống chậm thôi, còn cái này nó tiêu rất là nhanh, chứng tỏ là gì? Nó hình thành cục máu đông được á, nhưng mà nó ly giải cũng nhanh quá, nó ly giải rất là nhanh. Và hình cuối cùng là nó bị tùm lum luôn, một tình trạng giảm đông tầng mộ, thời gian R kéo dài, cái góc thì nhọn, cái biên độ thì nhỏ, nhưng mà cái ly giải thì ok. Đó, có nghĩa là khi một bệnh nhân chảy máu không nhất thiết là bệnh nhân do thiếu yếu tố đông máu hay thiếu của tiểu cầu, nó có thể là do bệnh nhân thiếu fibrinogen, có thể là do bệnh nhân có tình trạng tăng ly giải cục máu đông, và có thể là tùm lum thứ phối hợp. Nên là khi mà mình điều trị ở bệnh nhân sơ gan, những cái này đều có thể bị hết. Bệnh nhân có thể bị giảm yếu tố đông máu, có thể bệnh nhân bị mất rối loạn chức năng tiểu cầu, cũng có thể bị vậy. Rồi tương tự với tình trạng tăng đông, thì hồi nãy nói đó, cái tiểu cầu của mình nè, nó tăng hoạt tính tiểu cầu, nó làm cho cái cục máu đông nó rất là to bự. Bệnh nhân bị tăng những cái enzyme tăng đông, nguyên cái này đều bự hết. Là cái thời gian R rút ngắn lại thì nó hình thành cục máu đông rất nhanh. Phối hợp hai cái đó thì cái thời gian R vừa ngắn mà cái cục này càng vừa bự. Cái cuối cùng thì sẽ tiêu máu. Cái này, cái cuối này thì em chưa có hiểu lắm.
Rồi, thì cái này là một cái lưu đồ điều chỉnh rối loạn đông máu ở bệnh nhân sơ gan mà có chảy máu trên âm sàng dựa trên cái xét nghiệm test. Thì dựa trên cái xét nghiệm test đó thì mình thấy nè, người ta đầu tiên người ta xem xét cái thời gian ly dịch 30 để coi coi nó có bị tăng ly giải cục máu đông hay không. Nếu có thì người ta sẽ dùng cái chăn glycemic để giảm cái chuyện ly giải. Sau đó nếu mà chuyện không ổn hoặc không phải do cái đó thì người ta sẽ coi cái fibrinogen nó cái gốc cà nãy á nó có nhọn không, thì người ta sẽ xem xét truyền fibrin. Xong nếu không có, không phải nữa, thì người ta sẽ coi cái thời gian khởi động hình thành cục máu đông này rồi có dài quá không. Nếu mà có dài thì người ta sẽ truyền huyết tương tư đông lạnh. Và nếu mà nó không phải nữa thì người ta sẽ coi cái biên độ của cục máu đông, thì người ta xem xét truyền tiểu cầu. Xong rồi khi mà tất cả những cái quỹ này đều đã không có hết mà bệnh nhân vẫn còn chảy máu gì á thì người ta sẽ làm lại theo dõi trên lâm sàng, hoặc là người ta sẽ điều chỉnh theo cái standard, có nghĩa là điều chỉnh dựa theo cái xét nghiệm bình thường thường quy mà mình hay xài. Ý của cái lưu đồ này, cái này nó hơi phức tạp, nói chung là ý của cái lưu đồ này là gì? Một bệnh nhân sơ gan xuất huyết tiêu hóa không phải chỉ đơn giản truyền tiểu cầu hoặc huyết tương tươi là bệnh nhân sẽ ra. Nếu mình để nói mà điều chỉnh cái yếu tố có rộng đông máu của bệnh nhân thì phải làm một cái xét nghiệm toàn bộ như cái này nè, rồi mình coi cái nào bất thường mình sử dụng cái đó, chứ không phải là cứ hào hào vô. Tại vì mình biết khi mà mình truyền bất cứ cái gì vô nó cũng có biến chứng hết á. Nhất là bệnh nhân sơ gan, cứ 100ml dịch truyền mình vô nó làm tăng 1mm tử nhân, nó áp lực tử mình cửa, tăng cái nguy cơ bể, nên là chỉ là tăng cái nguy cơ bị phản ứng truyền máu thôi. Nên thành ra là mình nếu mà được có thì nên làm cái này nó sẽ hay hơn. Nhược điểm của cái này á là gì? Nhược điểm của cái này là nó làm ở trong môi trường ở ngoài, có nghĩa là in vivo vitro gì đó, là môi trường ở ngoài, thì trong khi cơ thể của mình nó là cơ thể động, nó có nhiều yếu tố phối hợp nữa, nên thành ra nó có thể có một số cái sai lệch. Nên là hiện tại người ta vẫn chưa đưa cái này vào hàng đầu, người ta chỉ có khuyến cáo là nên sử dụng cái này thôi, consider thôi, sử dụng cái này để điều chỉnh những cái rối loạn đông máu. Rồi, đó là về cái chuyện đông máu của mình. Cô có cái ví dụ không? Nói chung là cái này là người ta nghiên cứu nhiều, bên huyết học khi nó có hội chẩn họ cũng xài cái này, thì họ coi thiếu yếu tố nào thì truyền yếu tố đó. Nhưng mà thực tế lâm sàng của mình á, thì các guideline của mình thì nó chưa có đưa vô, nó chưa có recommendation. Thành ra trên cái, những cái khuyến cáo của mình á, thì nó vẫn dựa vào cái tiểu cầu và cái proton beam thai là chính. Thì lúc nào mà nó đưa vô, nó nghiên cứu nhiều, đưa trong guideline thì mình làm. Nhưng mà hiện tại các bệnh viện em không thấy làm đâu, từ trường hợp khi em mời bên huyết học có hội chẩn. Ví dụ bệnh nhân đang mổ á, bệnh nhân sơ gan đang mổ nó chảy máu tùm lum tà le hết trơn, không cầm được, thì khi mời huyết học qua thì thường là phó giáo sư Huỳnh Nguyễn sẽ qua, thì họ sẽ làm cái này, họ làm test hoặc là xong rồi họ sẽ cho mình biết là mình cần truyền cái gì ha. Đây, làm qua tiếp. Rồi, suy thận. Suy thận ở bệnh nhân sơ gan thì cái tỷ lệ ở bệnh nhân mà bị ACOF đó, nó còn cao hơn nữa, mà có thể xuất hiện trong vòng 1 tháng, và có nghĩa là không phải tới thời điểm nhập viện của bệnh nhân bị, mà có thể sau đó tới 1 tháng là bệnh nhân có thể xuất hiện. Rồi thì cơ chế của nó có nhiều lắm, có thể là do có loạn vận mạch, có thể là do mất máu, có thể là do nhiễm trùng. Thì nguyên nhân trước thận gặp ở 2/3 trường hợp và sau thận hiếm gặp, còn những trường hợp còn lại là tại thận. Tại thận nó có rất là nhiều nguyên nhân, có thể là do thuốc, do nhiễm trùng, có thể là do bùng phát của viêm gan B tổn thương ở thận, nhiều lắm. Rồi. Thì cái này là nói lại về cái tiêu chuẩn chẩn đoán của hội chứng gan thận thôi. Thì cái này hội chứng gan thận thì mấy anh tự đọc đi, có hai tiếp, tiếp 1 và tiếp 2 ha. Thì cái này em chỉ muốn nhấn mạnh ở cái chỗ mà cái chẩn đoán thì chắc mọi người biết rồi, tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh nhân có máng mụn sơ gan rồi có không có đáp ứng với lại albumin gì đó. Nhưng mà ở đây có một cái nhấn mạnh ở dưới góc bên đây nè, có nghĩa là bệnh nhân sau khi mình chẩn đoán hội chứng gan thận xong á, mình phải xếp cho bệnh nhân coi nó là thuộc cái giai đoạn nào, 1B hay 1A, nếu mà nó 2-3 rồi đó. Cái này là tiêu chuẩn của tổn thương thận cấp. Dạ đúng rồi, cái này không phải là hội chứng gan thận. Thận thận cấp thì trong đó có tùm lum tà la nó nhiều lắm, nó có định nghĩa của tổn thương thận cấp, nó chỉ là mấy mức độ đó. Tổn thương thận cấp ở trong sơ gan nếu mà đủ những tiêu chuẩn kia nó thuộc vào creatinine huyết thanh á.
Đây là cái tiêu chuẩn chẩn đoán của hội chứng gan thận nè. Thì nó cũng có chừng đó tiêu chuẩn thôi. Sau khi loại trừ hết tất cả các nguyên nhân khác còn lại nó mà không đáp ứng creatinine vẫn trên 1.5 sau khi người lệ tiểu và tiền albumin nữa không đáp ứng gì đó thì đọc cái phần đó thôi. Thì ở đây nó có một cái chuyện đó là đây nè, hai ngày có nghĩa là để chẩn đoán được bệnh nhân có hội chứng gan thận á là mình phải mất 2 ngày để bệnh nhân mới được chẩn đoán, có nghĩa là nếu dạ đúng rồi, có nghĩa là nếu mà tại vì hội chứng gan thận thì người ta thấy có dùng tẹt đi vaccine nữa thì thành ra là người ta đặt vấn đề là những 2 ngày này nếu thật sự bệnh nhân có hội chứng gan thận ngay từ đầu đi thì mình đã mất 2 ngày điều trị của bệnh nhân rồi. Đây bệnh nhân đã mình đã trì hoãn cái điều trị của bệnh nhân là 2 ngày và có thể làm giảm cái tiên lượng của bệnh nhân xấu hơn. Và thật sự ở trên một cái bệnh nhân vô sơ gan mất bù nhiễm trùng thì cơ chế tổn thương của nó không đơn giản là chỉ có rối loạn vận mạch trong cái hội chứng gan thận nữa mà nó có thể bị lừa tùm lum cái chổng hết. Nên là người ta nói là cái chuyện mà bù albumin liều chuẩn như vậy có thể không có đủ đối với một số bệnh nhân và nó không có phù hợp ở trong cái bệnh cảnh á. Rồi vậy thì người ta từ cái này á người ta đưa ra một cái lưu đồ xử trí có vẻ là nó tích cực hơn chiếu. Thì đại khái là đầu tiên là người ta bù dịch, nói về cái chuyện bù dịch đó, đầu bù dịch đó thì ở trong cái hội chứng gan thận người ta nói là bù bằng albumin. Để thử albumin challenge đó, 1 gram 1 ký một ngày. Thì ở đây cái guideline 2016 quy rồi người ta cho phép sử dụng. Đây nếu bệnh nhân có tình trạng mất thể tích thật sự, có nghĩa là bệnh nhân khi mà tiêu quá mất hoặc tiêu chảy thì mình có thể sử dụng dịch tinh thể chứ không nhất thiết phải là albumin. Là cái đó mình sẽ đánh giá lại sau 48 giờ là 2 ngày. Đó là một cái ý. Rồi cái thứ hai nữa là cái lưu đồ điều trị này, khi mà chỉ cần có nghi ngờ bệnh nhân có thiểu niệu thì mình sẽ bắt đầu làm gì, mình sẽ bắt đầu mình điều trị cho mình sẽ ngừng những cái yếu tố thúc đẩy, mình điều trị vận mạch để duy trì cái huyết áp của bệnh nhân á là hơn 15 so với bình thường, có nghĩa là bình thường mình giữ huyết áp trung bình hơn 60-65 đúng không? Thì cái này mình cho là lên 85 luôn á. Nếu bệnh nhân có hội chứng gan thận, huyết áp trung bình của bệnh nhân phải hơn 85, có thể sử dụng đó là vasopressin, là cefepime hoặc đó là norepinephrine, và mình sẽ sử dụng cái albumin luôn. Này thì cái liều đó là 20-40 gram ngày, có thể dùng 5% hoặc 25% tùy. Và nếu bệnh nhân có bán căng thì có nên rút cho bệnh nhân. Nên rút, nhưng mà lưu ý trong mấy tình huống này thì cái trường albumin nó cao lắm. Bình thường albumin là 6-8 gram, thì mấy ca này nó trường albumin đến 8 gram trên 1 lít lận. Thì ý ở đây là gì? Có nghĩa là thay vì mình chờ đợi cái 2 ngày để mình coi đáp ứng, thì ở đây có hai chuyện đặt ra. Một đó là mình có thể bù bằng dịch khác, là dịch tinh thể hoặc albumin 5% nếu mình đánh giá là cái này thật sự là nó mất thể tích, do ói hoặc là nó do tiêu chảy hoặc do lợi tiểu quá mất gì đó, mình chắc chắn là nó do thiếu thể tích, thì mình có thể bù bằng cái đó chứ không nhất thiết là phải bù bằng albumin. Thực tế trên lâm sàng là em thấy là bệnh nhân vô sơ gan suy thận không có ai mà rút albumin liền lúc đầu đó, em thấy có trường hợp mà nánh dịch lúc đầu nó cũng ra nữa, nó cũng cải thiện nữa, dịch tinh thể thôi. Rồi cái thứ hai là albumin xài không đúng liều, albumin không có xài đủ liều hết trơn á. Cái thứ hai là cái mục tiêu nó gì đâu á, thành ra mình truyền không đủ. Cái thứ hai là mình tích cực, có nghĩa là mình có thể theo dõi được cái điều trị, những cái điều trị ban đầu á, nếu mà đã loại trừ những cái nguyên nhân khác á mà kể tới mà gây suy thận á, thì mình có thể mình sử dụng albumin liều đó kết hợp với lại vận mạch luôn. Và mục tiêu á là huyết áp trung bình hơn 85 ngay từ đầu, càng sớm càng tốt, thay vì là phải chờ 2 ngày rồi chẩn đoán xong rồi mới xài. Đó là hai cái ý mà em đọc được. Cô có góp ý gì chỗ này không? Thường bây giờ đa số trên lâm sàng mấy cái hội chứng gan thận là mấy em thấy á, cái chất á là mình cái định nghĩa nó không có đúng,
không có đúng theo định nghĩa, thành ra đôi khi mình chẩn đoán hội chứng gan thận nhưng thực sự nó phải đi hội chứng gan thận vì cái tỷ lệ mà tổn thương thận cấp trước thận là đa số, còn tổn thương gan thận của mình giống như là tại thận vậy đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái albumin đó em sẽ thấy cho rất là cái liều đó không có đúng theo cái liều của nó là 1 gram bạc phí một ngày, nhưng mà thường thường mình cho mấy em truyền á giỏi lắm em tính đi 50 mg mà 20% là tính ra có 10 gram mà đúng không? Thì thường thường mấy em truyền tối đa là giỏi lắm là 2 chai là nhiều nhất, mà bệnh nhân của mình đôi khi là nó đến 60-70 kg lẫn trừ cái bán nó ra, truyền albumin nó không đủ liều. Cái thứ hai là đôi khi cũng không có truyền albumin nữa mà mình xài sai là mình cần xài lợi tiểu, những trường hợp này tuyệt đối phải ngưng lợi tiểu nha. Mà cái thứ ba nữa đôi khi mấy em thấy là mình truyền là mình truyền natri clorua, nếu mà trên lâm sàng mình đánh giá này là bất dịch, thực sự là trước thận là thiếu dịch thì không phải là hội chứng gan thận. Thành ra nếu mà đã là hội chứng gan thận rồi phải loại trừ những trường hợp là do mất nước, ví dụ như thường là những ca này là bệnh nhân sử dụng lợi tiểu quá nhiều nè, hoặc là những ca này có thêm tiêu chảy với ói mửa gì nữa. À, thì thường là mấy người ta sẽ không có truyền là chủ yếu albumin thôi, hoặc là nếu mà có huyết áp muốn duy trì thì mình có thể xài cái dung dịch lấy cái dung dịch tủy tiên à, đúng rồi, nhưng mà thường thường trên lâm sàng mình ít khi mấy em thấy mới xài cái đó lắm. Thì giống như cái ca của mình á, vô có một cái tổn thương thận cấp, nói chung mà mấy em thấy vẫn tiếp tục xài lợi tiểu là mình thấy sai rồi. Đó chỉ có mấy vấn đề đó thôi. Còn mà mấy em đã thấy trên lâm sàng họ xài cái vasopressin chưa? Dapivirine chưa? Thấy là lần nào xài là... chưa? Chưa? Mấy bạn mà đi thì chưa thấy rồi đó. Mình không có, đa số là trên lâm sàng khi mà nó nặng như vậy chuyển xuống dưới ICU thì thứ nhất bác sĩ ICU họ không có xài. Còn ở trên trại á, thì thường thường cái dapivirine nó hơi là mắc, nó khá là mắc. Nó mắc là một chuyện, còn chuyện thứ hai nữa là mình không biết để mình xài thôi. Thành ra đa số những cái ca này thường tiếp một là nó chết hết à. Thì mình điều trị không có đúng. Dạ, à, cô ở đây á, thì lúc mà em đọc á, thì ngoài cái tetirizine á, thì người ta còn cho phép mình sử dụng norepinephrine nữa. Thì chỉ một cái lưu ý á, là norepinephrine á, thì mình nên đặt tính là trung tâm để mình sử dụng thôi. Thì nó thật sự là nó rẻ hơn nhiều so với dùng tetirizine á, thì cái trường hợp cái này sử dụng được cô trên lâm sàng đó. Cái này thì trên lâm sàng cô chưa thấy sử dụng, nhưng mà trong guideline á, nếu mà mình vô đúng cái guideline, tại vì khi mình sử dụng mình phải bám sát guideline nha, chứ mình không có dùng trong những cái kia họ khuyến cáo là vậy thôi. Nhưng em bám sát guideline thì có thấy sử dụng norepinephrine không? Trong guideline của ISO với ASO, nó cái guideline mới á. Người ta cái trên cái à, trên cái bài này em đọc có thì người ta có cho phép xài cái bài này em đọc có thì người ta có cho này nó tuy nhiên nhiều. Trong cái guideline cô gửi cho em về biến chứng của gan đó thì coi có không, kiểm tra lại coi. Nhớ là có. Rồi tiếp còn gì nữa không? Dạ, thì nói chung là bên đây thì coi đáp ứng điều trị thôi. Coi đáp ứng đây nè, đúng rồi. Đây, cái guideline này là cái guideline 2016 của ISO. Đây nó cho phép sử dụng norepinephrine luôn. Mục tiêu chỉ cần lưu ý là nó kêu là phải đặt tính là trung tâm thôi. Lưu ý cái chuyện là đặt tính là trung tâm. Rồi thì theo dõi đáp ứng của mình đó là sau 7 ngày. Nếu bệnh nhân không có đáp ứng thì mình ngưng cái vận mạch và chuyển sang chạy thận. Còn nếu bệnh nhân có đáp ứng thì mình sẽ theo dõi, nếu mà có xuất hiện biến chứng thì cũng ngưng vận mạch. Còn nếu không có biến chứng gì hết, bệnh nhân phục hồi thì thôi. Đó, thì cái lưu đồ theo dõi của mình nằm ở bên tay trái. Đó, thì người ta ở bên đây nãy như cái em nói là khi mà mình có cái tiêu chuẩn chẩn đoán rồi đó, thì mình sẽ điều trị. Nó ra là 7 ngày thôi. Cho quán này đi. Rồi, bây giờ về cái não gan. Chắc ngưng đây Long ơi, bữa nào nói tiếp đi Long. Tuần sau nói tiếp đi. Nó hóa đợi. Não gan phải không? Còn mấy cái slide thôi hết luôn đi. Dạ, yeah. Não gan thì nó cũng ngắn à. Cái bệnh não gan này dễ mà.
Thì cái não gan á thì hiện tại là có hai cái vấn đề. Một á, mình muốn chẩn đoán não gan á, mình phải loại những cái nguyên nhân thần kinh khác, đó là cái quan trọng thứ nhất. Cái thứ hai á là người ta đề nghị á là mình có thể những cái trường hợp mà mình khó chẩn đoán. Ủa? Mọi người còn thấy bài không ạ? Thấy rồi. À, những trường hợp mà mình khó chẩn đoán á, hoặc là có nghi ngờ những cái dấu hiệu thần kinh của cú á, thì mình có thể cho chụp CT hoặc đó là cho đo não để giúp những loại trừ những nguyên nhân khác. Tóm lại là tất cả những ca mà bệnh não gan á, thì mấy em phải cẩn thận loại trừ các nguyên nhân khác trước khi nghĩ bệnh não gan, trước khi nghĩ tới nó. Rồi vậy đó, lúc nặng phải có, mình sẽ có một mấy em coi lại bài bệnh não gan. Vấn đề thứ hai là cái ammoniac hay sai này là phải thử lúc đói. Chuyên gia là muốn thử lúc nào là thử không mà, thành ra đôi khi nó không có chính xác. À, thì nó có giá trị loại trừ hơn là có giá để đây rồi. Người ta nói là nó chỉ có giá trị loại trừ hơn nó tăng thì nó còn giúp mình chẩn đoán, nếu mà NH3 nó không tăng nó cũng không có loại trừ được. Rồi thì có hai cái thang điểm mà mình lưu ý, đó là thang điểm Lasgo và thang điểm West Heaven. Thì cái thang điểm West Heaven đó là cái mà mình hay đánh giá ở não gan độ 1, 2, 3, 4 á, thì cái đó nó giúp mình dễ theo dõi. Nhưng mà cái mà để mình quyết định thời điểm đặt nội khí quản là Lasgo. Nên lưu ý là đánh giá Lasgo cho bệnh nhân nữa. Rồi, đây là cái lưu đồ điều trị, là những cái thuốc điều trị bên tay phải. Thì khi mà bệnh nhân được chẩn đoán não gan mà độ 3 trở lên á, thì nên được nhập hồi sức. Tại vì người ta nói là những cái trường hợp não gan độ 3 độ lên á, là người ta đã xem xét cái chuyện là đặt nội khí quản cho bệnh nhân rồi. Chứ không phải như trên mình nằm ở trên đây đâu, não gan độ 3 trở lên ta nó xem xét. Nó mê rồi đó, nó sợ hết. Rồi thì người ta cũng như những cái khác thôi, người ta sẽ điều trị như thế. Quan trọng trong bệnh nội gan của nó nhanh này, thứ nhất là điều trị yếu tố thúc đẩy nha. Mà hai cái yếu tố thúc đẩy mà thường mấy em hay bỏ sót, nhất là hạ kali máu, rồi lúc là đi giải là hay bỏ sót nhiều nhất. Thứ hai là nhiễm trùng tiềm ẩn tiềm hóa ra đó, thường là những cái yếu tố là hay bỏ sót. Thứ ba là bón thì thường nó nằm ở, lưu ý mấy cái yếu tố đó mình hay bỏ qua. Và sử dụng thuốc thì giống như mấy thứ kia thôi, vẫn là thuốc chính là lactulo phối hợp với rifaximin là hai thuốc chính. Nitroglycerin là đối với trong tình huống mà không có rifaximin thôi. Còn cái lola đó là hiện tại không được khuyến cáo nhiều. Cái lola là ba cái hôi ba mẹt, ba cái arginine, ba cái gì đó. Nhưng mà trong trường hợp mà có thì cũng có xài được, thì nếu có thì cứ xài nha. Nhưng mà thực sự cái thuốc này là cái thuốc bậc 3 rồi bậc 2 rồi. Khuyến cáo đầu tay vẫn là lactulo với rifaximin. Rồi, đó là hai cái chính. Rồi. Thì ở đây người ta có đặt ra cái chuyện đó là chạy thay huyết tương. Thì cái này đó là người ta ở những cái trường hợp nào mà có chỉ định ghép gan á, thì người ta sẽ sử dụng cái phương pháp này giống như là chạy thận thì bây giờ là chạy gan vậy đó. Thì để mục tiêu đó là để người ta làm trì hoãn chờ cái ghép gan cho bệnh nhân thôi. Là theo hai cái ACT lớn đó, thì cái chuyện đó nó sẽ không, cái chuyện chạy thôi đó nó sẽ không cải thiện sống còn. Nó chỉ mục đích là để mình chuẩn bị mình ghép gan nếu mà có gan để ghép. Rồi. Còn cái này là những cái điều kiện. Rồi đây cái thay huyết tương. Thì ở những cái bệnh nhân mà suy gan cấp á, thì chúng có đã có chứng minh hiệu quả của cái thay huyết tương rồi. Có cái chỉ định theo Bộ Y tế của mình với là cái tiêu chuẩn của bệnh viện King, cái gì đó King College đó, là nó có cái tiêu chuẩn giúp tiêu chuẩn của nó. Còn đối với ACOF thì nó không có rõ đâu, hiệu quả nó có. Đúng rồi, ACOF là tình huống nào mà em làm để chuẩn bị ghép gan á, trong khi chờ mà chưa có mà trong khi chờ gan á thì có thể làm nha. Nhưng mà hiệu quả nó không có rõ, thành ra mấy ca mà em thấy ACOF chuyển xuống ICU á, làm một hồi bệnh nhân tử vong mà hiệu quả nó rất là kém. Của nó khá là cao, tử vong khá là cao. Thì những cái nghiên cứu cho thấy cái hiệu quả của cái chạy ở ACOF á, là nghiên cứu tiến hành ở châu Á không à, đa số là ở châu Á, ở những cái bệnh nhân mà viêm gan B bùng phát và hầu nhất đó là sử dụng cái dung dịch của người ta là cái là thay huyết tương á, bằng cái huyết tương tươi đông lạnh chứ không phải là bằng cái albumin kia. Rồi lời khá là về cái này thì chưa có nhiều tài liệu để mà mình để mà em tham khảo trình cái này. Chưa?
Hết rồi phải không? Sáu giờ rồi. Rồi hết giờ rồi, nhưng mà giờ Gia Long này cô dặn lắm nè, trước khi Long đưa cái bài này lên trên á thì thường là xong một vấn đề là mình sẽ có một cái tóm tắt nhỏ á Long. Hiểu không? Tức là xong một vấn đề là em sẽ có một cái tóm tắt nhỏ thôi. Một cái tóm tắt nhỏ hoặc là sau cái, ví dụ em thấy về bệnh não gan với là cái thay huyết thanh thì nó gần nhau, nó chỉ có một hai câu tóm tắt thôi. Hoặc là kia mình đưa thêm một hai câu tóm tắt vô. Khi mình trình bày một bài dài ấy, thì mình nên có tóm tắt. Còn nói chung cái bài hôm nay của Long là cô rất là khen, thứ nhất là Long viết, Long làm rất là liên tục, nó liên tục mà nó logic. Cái thứ hai nó rất là đầy đủ. Ha, thì cái này là những cái bạn nào mà ở ICU á, hoặc những bạn nào chuyên khoa tiêu hóa gan mật thì mình nên để ý, mình nên lưu ý. Thì mình có thể giúp cho bệnh nhân rất là nhiều. Hơn là thông thường là mấy em thì điều trị theo cái kinh nghiệm của mình, theo một cái thói quen của mình thì mấy em bỏ sót rất là nhiều, đa số là mấy em trên lâm sàng bỏ sót nhiều lắm. Bệnh nhân hên thì sống, không hên thì thôi, đa số sống xong rồi nó ra ngoài nó lây lất, nhập viện tay tới đi tới lưỡi rất là nhiều lần. Thành ra những cái này là những cái đó rất là quan trọng để mấy em đọc thêm, đặc biệt là các bạn chuyên khoa về tiêu hóa mình tiếp cận bệnh nhân. Thì là ngày hôm nay là cảm ơn Long rất là nhiều ha, cảm ơn Long, cảm ơn Hải hôm bữa cũng vậy, hai bạn bài rất là tốt. Thì là các em cứ phát huy như vậy, chịu khó đọc bài, chịu khó tìm tòi. À, khi mình đọc cái gì mình cũng phải tìm tòi nhiều tài liệu, như vậy thì chắc chắn là mấy em sẽ giỏi thôi ha. Rồi thế là mình nghỉ hôm nay nha, rồi bữa khác mình học tiếp. À, các bạn hai thì cũng học tập, các bạn nội trú, nói chung nội trú thì nó giỏi. À, để mình trình bày cho nó logic. Tôi cũng yêu cầu khi trình bày mấy em để nguyên slide tiếng Anh luôn, không cần phải dịch để khỏi phải mất thời gian ha. Khi nào mình dịch để mình viết ra thành một cái đề, một cái chuyên đề mình nộp thì mình dịch tiếng Việt thôi. Còn khi trình bày cứ việc cắt giá bằng tiếng Anh vào ha. Rồi, để các em nghỉ nha.